Chị nói như thế này thì có nghe được không Anna? Dạ nghe được ạ. Ok, thì chị nói trên laptop. Ok, chị không đeo tai nghe nữa. Ok. Ok. Xin chào tất cả các anh chị em đã đến với buổi đào tạo Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tất cả các cái sản phẩm mà công ty đang phân phối. Bởi vì là một buổi đào tạo về sản phẩm, cho nên là hôm nay sẽ có ít thời gian để giao lưu với anh chị em. Anna đã thấy Joy một cộng xuất hiện rồi. Anna cũng xin phép giới thiệu một chút vì hôm nay Anna thấy là có rất nhiều người mới. Thường chúng ta có hai phần cần phải tìm hiểu đối với một tư vấn viên mới, tức là những cái thông tin ban đầu ấy. Một là thông tin về kinh doanh, sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng, chiến lược kinh doanh là một cái thông tin mà chúng ta đã nói vào buổi thứ hai tuần này rồi. Nếu anh chị em nào mà chưa kịp nghe, chúng ta sẽ xem lại cái video mà đã được record lại, đã được ghi hình lại, và các bạn apply giúp Anna là chuyển cho các bạn mới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sản phẩm. Thông thường một chương trình nói về sản phẩm nó sẽ gồm khoảng 3 tiếng. Và bởi vì chúng ta đang chuyển đổi hoạt động ở trên Zoom nhiều hơn là hoạt động trực tiếp, cho nên Anna đang nỗ lực hết sức là mình sẽ nói còn ngắn hơn nữa. Dụ hôm nay chúng ta sẽ nỗ lực kết thúc vào lúc 10:30. Vì thế cho nên là Anna cho rằng là Anna sẽ nói hơi nhanh một chút, và các bạn nỗ lực nghe Anna nói. Có bất kể một cái câu hỏi gì ấy, bất kể một câu hỏi gì nhá, thì kết thúc một dòng sản phẩm Anna sẽ giải đáp. Cứ kết thúc một dòng sản phẩm Anna sẽ giải đáp, thì lúc đấy Anna sẽ bật mic cho các bạn để cho các bạn hỏi nhá. Thế bây giờ nếu như tất cả các anh chị em đã sẵn sàng giấy bút ạ, đã sẵn sàng giấy bút để ghi. Rõ ràng là chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta chưa thể mà chúng ta nhớ và chúng ta ghi ngay lại được tất cả mọi thứ, mà chúng ta hãy ghi chép được những gì có thể. Dạ vâng. Và nếu mà một số anh chị em mà chưa gọi được người mới của mình vào trong Zoom thì hãy nhanh chóng gọi người mới của mình vào trong Zoom. Thường á, chu kỳ thì một tuần cuối cùng của tháng là cái tuần mà có thể tạo ra một nửa doanh số của tháng ạ. Tuần cuối cùng của tháng là tuần tạo ra một nửa doanh số của tháng, cho nên là chúng ta đang đứng trước một cái chu kỳ và doanh số rất là đột phá. Và vào chính thời điểm này thì chúng ta đang rất là cần những cái sản phẩm mà về để tăng sức đề kháng. Cho nên hôm nay sau khi giới thiệu tất cả những sản phẩm thì Anna sẽ giới thiệu một số cái combo mà các bạn biết là khi các bạn giới thiệu cho khách hàng nó sẽ có cái hiệu quả chỉ sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Đấy, thì khi mà như thế thì cái việc kinh doanh của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và sẽ có những cái combo sản phẩm mà phải 2 tháng, 3 tháng mới có thể có hiệu quả được, thì Anna cũng sẽ nhắc các bạn luôn. Rồi, rất may là cái dòng mà tăng sức đề kháng của chúng ta lại là cái dòng mà bạn có thể cảm nhận được ngay sau 1 đến 2 tiếng sử dụng. Nó là một dòng mà tăng sức đề kháng tức thời, và nhất là khi mà bạn đang bị hắt hơi, sổ mũi ấy, mà bạn sử dụng thì chỉ cần sau 1 đến 2 tiếng sau là bạn có thể thấy là cái cơn hắt hắt xì của bạn nó được cầm luôn rồi. Đấy là đang là một trong những cái tin rất là vui mà ngay cả anh chị em mà có ra vào khu vực mà có dịch mà vô tình mình không biết, hoặc là chính mình đang ở trong một cái thành phố mà có hoặc là một cái khu vực mà đang có dịch bệnh, thì mình càng cần phải trang bị cho mình những cái sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng. Để Anna bây giờ Anna sẽ đi vào đầu tiên, và anh chị em đã sẵn sàng nghe Anna nói, cho Anna xin giơ ngón tay cái lên ạ, để Anna biết là anh chị em đã sẵn sàng để Anna bắt đầu. Mạng có bị chậm không? Mình không thấy ai giơ ngón tay cái, em có nghe được không? Anh chị em có đang nghe được không ạ? Unmute xem. Anh chị em có đang nghe được không ạ? Có nghe được rõ không ạ? Nghe được ạ, À rồi, nghe ok. nghe rõ em ạ. Ok. Rồi, mạng hơi chậm một chút cho nên là hình nó tải hơi hơi lâu. Bây giờ Anna sẽ xin đi vào cái phần chia sẻ với các anh chị em nhé. Đầu tiên ấy, trước khi mà mình đến với sản phẩm thì mình sẽ cần phải hiểu được là tại sao mà sản phẩm lại có kết quả. Tại sao sản phẩm lại có kết quả? Đây, thì Anna sẽ xin được giới thiệu một cái sơ đồ như thế này. Anna vừa mới vẽ xong. Hơi xấu một tí. Cơ thể của chúng ta giống như là một cái cây ạ. Giống như là một cái cây. Và nó có cái bộ rễ của nó sẽ hút vào rất là nhiều những cái hoạt chất khác nhau. Và từ những cái chất dinh dưỡng mà chúng ta hút vào, mà ở đây chúng ta sẽ sinh ra các cái quả khác nhau trên cái cây này. Hiện tại chúng ta hút vào rất là nhiều mỡ, nhiều độc tố, nhiều đạm, nhiều stress,
Đấy là những thứ mà cơ thể chúng ta thừa. Và đồng thời chúng ta lại thiếu rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, những cái hoạt chất sinh học giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tăng từng cường sức đề kháng và hồi phục được tế bào. Vì thế mà chúng ta có những kết quả như là ung thư này, rồi yếu sinh lý này, rồi suy giảm hệ miễn dịch, rồi ho này, rồi hắt hơi sổ mũi, rồi tiểu đường, tim mạch, huyết áp, HP, rồi kém thích nghi. Hay là bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới WHO có nói rằng là cái thế kỷ này thì những người mà nửa ốm nửa khỏe rất là nhiều. Có những bệnh mà chúng ta đi bệnh viện mà bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Thế thì thông thường ý, khi mà cái nhà của chúng ta mà bị hỏng ấy ạ, thì chúng ta dùng những cái nguyên liệu gì bị thủng một lỗ, thì chúng ta dùng nguyên liệu gì để chúng ta vá? Thường là chúng ta sẽ dùng gạch này, xi măng và thép để vá, đúng không ạ? Chứ không ai lại dùng rèm cửa để mà vá một cái tường gạch bị hỏng cả. Thế thì nếu đã là như thế thì cơ thể của chúng ta được xây dựng lên là bởi các tế bào, bởi dinh dưỡng, gồm có những dưỡng chất mà đã tạo nên cái hình hài này. Thế cho nên là thường khi mà chúng ta bị ốm ý, thì chúng ta lại hay dùng thuốc để mà chữa. Thì hiện tại do là có sự phát triển của y học hiện đại, cho nên khi mà rơi vào những cái tình huống cấp tính thì chúng ta sẽ dùng thuốc để chúng ta chữa. Thế còn nếu như mà những cái tình huống mà đã qua cái cơn khẩn cấp rồi thì chúng ta sẽ sử dụng dinh dưỡng để chúng ta hỗ trợ cho cơ thể hồi phục ạ. Đây là một trong những thứ mà vô cùng quan trọng và mọi người cần phải lưu ý. Đây cũng chính là dinh dưỡng, cũng chính là một trong những cái ngành khoa học bảo vệ sức khỏe hiện nay. Thế thì hiện nay có khoảng 3 cái ngành khoa học bảo vệ sức khỏe, đó là một là Tây y, hai là Đông y và ba là dinh dưỡng. Và ba ngành này thì có thể nói là tồn tại vừa độc lập và vừa phối hợp với nhau, giống như là không quân, hải quân và bộ binh ấy đó. Thế thì để mình biết rằng là suy cho đến tận cùng thì cái ngành nào cũng là sinh ra để bảo vệ sức khỏe của mình cả. Và chúng ta đang làm về một cái ngành gọi là ngành về dinh dưỡng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình ạ. Đó. Tiếp đến nữa là gì? Bây giờ chúng ta cần phải biết là tại sao mà chúng ta lại bị bệnh. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này thì chúng ta nên tập trung vào đâu? Mình để ý một chút. Lúc nãy mình nhìn thấy cái cây đấy. Nếu bây giờ chúng ta có cái quả là bị bệnh, bây giờ nếu chúng ta chỉ cần thay đổi được những cái yếu tố đầu vào của nó thôi, thì tự động cái quả của chúng ta nó sẽ được đổi khác. Tức là bây giờ cái phần gì thừa chúng ta phải bỏ đi, phần gì thiếu chúng ta bổ sung vào, thì tự động chúng ta sẽ đổi được cái quả trên cây thành những cái quả khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Bây giờ cơ thể của chúng ta có những cái sự phát triển suy giảm như sau. Đầu tiên là khỏe, sau xuống đến mất thích nghi. Mất thích nghi là một trạng thái mà chỉ hơi bị gọi là chênh vênh và mất cân bằng một chút. Sau đấy sẽ đến giai đoạn ủ bệnh. Dưới giai đoạn ủ bệnh là giai đoạn cấp tính, và dưới giai đoạn cấp tính là giai đoạn mãn tính. Mà mãn tính lâu quá thì sẽ dẫn đến ngôi mộ. Và đây là một cái quá trình mà suy giảm sức khỏe bình thường của một con người. Nếu như bây giờ có một cách nào đó mà chúng ta đảo ngược lại, thì từ mãn tính chuyển chỉ thành cấp tính thôi, chuyển lên thành ủ bệnh, chuyển lên thành mất thích nghi và chuyển lên thành khỏe, thì tự động là cái tuổi thọ của chúng ta được kéo dài này, và bản thân cái gọi là có thể nói là cái năng lực sống của chúng ta ấy nó sẽ tốt hơn. Thế thì thông thường khi mà chúng ta có một cái dòng sản phẩm tốt thì chúng ta hay lựa chọn để mà chữa cho những cái người mà bị mãn tính và cấp tính như thế này này. Đó. Và những người mà đã mãn tính và cấp tính, họ bị những cái bệnh mà thường là khoảng 5 năm, 10 năm. Thế thì khi mà họ bị 5 năm và 10 năm ấy, mà chúng ta muốn là khoảng sau 1, 2 tuần mà họ khỏi, thì cái điều đấy là cái điều mà nó là không thể rồi. Riêng đã là thực phẩm chức năng, nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, là thức ăn trên bàn ăn, nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó là chăm sóc người khỏe. Và bây giờ bắt nó phải làm một công việc chữa bệnh đã là khiên cưỡng rồi, mà lại còn phải chữa bệnh nhanh. Và như bạn rùa hôm nay bạn ấy có hỏi Anna là chị ơi dùng thế có khỏi không? Đấy, thế thì mình mới bảo là nếu bây giờ mình cam kết là mình khỏi thì bác sĩ ở trong bệnh viện
khi mà có mổ xẻ gì thì họ cũng thường xuyên phải làm một cái là gia đình có một cái cam kết đó, tức là chúng ta sử dụng thực phẩm để bảo vệ những người khỏe, những người mất thích nghi một chút hoặc những người ủ bệnh, thì đây là nhóm mà chúng ta nhắm đến. Đây là nhóm mà chúng ta nhắm đến. Chúng ta không sử dụng sản phẩm để tập trung vào cái nhóm chữa bệnh. Cho nên là sản phẩm của chúng ta các bạn sẽ thấy là nó quá là tốt. Và khi nó quá tốt mà mình tập trung nhùng nhầm ở đây là mình không phát triển được kinh doanh. Hãy nhớ chúng ta là doanh nhân. Ở đây chúng ta là người làm kinh doanh. Chúng ta tìm hiểu sản phẩm để chúng ta kinh doanh. Chứ chúng ta không phát triển như bản thân mỗi người là một chuyên gia để về sản phẩm để rồi đi chữa bệnh. Nếu mình định vị mình là một chuyên gia về sản phẩm và đi chữa bệnh thì cái quá trình phát triển cái doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ bị chững và nó sẽ bị chậm. Còn nếu bạn định vị bạn là một doanh nhân, bạn muốn có cái tốc độ phát triển nhanh, bạn muốn hỗ trợ được nhiều người, thì cái việc của mình là tìm những người khỏe hoặc những người đang bị mất thích nghi hoặc ủ bệnh một chút. Và những người này có cái bệnh gì ạ? Bệnh viêm màng túi đấy, bệnh ung thư ví, bệnh chết ước mơ lâm sàng. Nói chung là chúng ta tìm những cái đối tượng mà doanh nhân thích giúp đỡ người khác, thích phát triển bản thân, thích ô tô, đó, thích tự do, để mà chúng ta tập trung, chúng ta hỗ trợ họ dùng sản phẩm. Các bạn hãy nhớ rằng là một cái khách hàng mà dùng sản phẩm của chúng ta, họ cho chúng ta một đơn hàng khoảng chừng 3 đến 4 triệu một tháng là cùng. Mà một người làm kinh doanh cùng chúng ta thì họ sẽ cho chúng ta ra một cái đơn hàng mà có thể nói là cả tỷ một tháng cũng có, khi mà họ phát triển lên thành ở những cái cấp mà được gọi là cấp leader, và thậm chí nhiều tỷ luôn. Thế cho nên rằng là suy đến tận cùng, công ty chúng ta yêu cầu mỗi người chỉ phải tiêu thụ một lượng hàng là 2,6 triệu thôi. À, cái lượng hàng đấy dùng thì cũng hết rồi. À, cho nên là lượng hàng đấy tương ứng với 100 điểm ở trong hệ thống của Anna. Thì Anna khuyến khích các anh chị em là phát triển doanh số cá nhân cho tới 500 điểm ạ. Cho tới 500 điểm. Và 500 điểm tức là bán một cái lượng hàng khoảng hơn 10 triệu. Thế còn một số anh chị em là rất là giỏi trong cái việc mà bán hàng, mình có thể bán cả nghìn điểm là khoảng chừng 25-26 triệu. Như thế thôi, chứ mình không có mang một đơn hàng cả 100 triệu về rồi mình bán. Tại vì mình cần phải dành thời gian để mình phát triển cho doanh nghiệp của mình. Và với những người mà đơn giản nhẹ nhàng hơn thì cứ đảm bảo cái mức doanh số cá nhân là 200 điểm, tương ứng là khoảng 5,2 triệu tiền sản phẩm. Trong đó 100 điểm là mình sử dụng, còn 100 điểm là mình giới thiệu cho một người khác. Thế còn khi anh chị em mà đã phát triển kinh doanh, định vị là doanh nghiệp lớn á, thì anh chị em sẽ dùng nhiều sản phẩm hơn. Sau đây Anna xin đi được vào chi tiết về sản phẩm của chúng ta để anh chị em có thể hiểu được là tại sao sản phẩm của chúng ta nó lại dễ dùng và dễ tiêu thụ như thế. Anna xin được giới thiệu về dòng sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta lấy nguyên liệu hoàn toàn từ vùng thiên nhiên Siberia hoang dã. Đây là một vùng mà có 3 yếu tố là nước sạch, không khí sạch và đất sạch. Và với cái nguồn nguyên liệu mà có 3 cái sạch như thế thì người dân ở đấy vô cùng khỏe mạnh. Và đồng thời thảo mộc ở đấy cũng vô cùng có những cái dưỡng chất vô cùng quý. Tức là nếu chúng ta ăn một củ cà rốt trồng ở Đà Lạt với trồng ở Hà Nội là ra cái chất lượng khác nhau rồi. Thế thì bởi vì cái nước và không khí và đất ở hai nơi khác nhau. Thế thì vùng Siberia là một vùng thiên nhiên hoang dã. Ai mà chưa được xem cái video clip mà thiên nhiên hoang dã dùng vùng Siberia thì các bạn nên xem cái vùng này để các bạn biết được. Một lát nữa nếu mà có thời gian thì Anna sẽ cho các bạn xem cái video clip này. Đồng thời là gì? Sau khi mà đã có nguyên liệu từ cái vùng thiên nhiên hoang dã này thì chúng ta đang có ba cái nhà máy sản xuất và đặt luôn ở vùng Siberia. Đặt luôn ở vùng Siberia. Và rồi cái quy trình sản xuất của chúng ta là đáp ứng được hoàn toàn những cái tiêu chuẩn sản xuất rất là khắt khe, các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình này. Và vì thế mà khi mà nhập khẩu đi, hiện tại là công ty đã có mặt ở 26 quốc gia là có văn phòng đại diện. Thì khi nhập khẩu, chúng ta nhập khẩu chính ngạch, chúng ta mua hàng có hóa đơn đỏ. Và từng sản phẩm đều có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ điều kiện để lưu hành. Cho nên là anh chị em cũng hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mình giới thiệu sản phẩm của mình. Để cho anh chị em có được một cái nhìn mà nó tổng quan, Anna xin được mời anh chị em xem một nửa cái video clip để anh chị em có thể biết được cái vùng thiên nhiên hoang dã của Siberia nó như thế nào ạ.
Siberia. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá. Siberia, đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Và bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Yenisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutsk. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoàn toàn. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc Bán Cầu, tại Omiyakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến âm 70 độ C. Tận mắt chứng kiến những vách đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu ngạn của sông Lena. Hoặc sải bước trên sa mạc giữa rừng taiga Yakutsk. Đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Từ đâu mà cát lại xuất hiện ở đây? Tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì dày hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Mùa hè ở Siberia. Rất ngắn, chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè, mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên. Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia. À, đấy là một vài cái thông tin để cho chúng ta hình dung về được cái vùng đất Siberia là cái nơi mà tất cả những cái nguyên liệu của chúng ta được tìm kiếm, được sử dụng ở đấy. Và cái tên mà Siberian Wellness ấy, riêng cái tên đấy đã thể hiện ra được một cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, đó chính là vùng nguyên liệu đến từ Siberia, là vùng Siberia. Và cái vùng hoang dã này là có những cái vùng như là cái hồ Baikal là hình thành được 2 triệu năm nay rồi.
2 triệu năm nay mà nó không hề thay đổi. Và giữa cái hồ Baikal đấy có một cái, có một cái đảo đấy thì có nhiều những nguyên liệu để tạo ra những cái dòng trà của chúng ta. Mà ngay cả những cái vùng nguyên liệu quý như thế mà những dòng trà của chúng ta cũng có giá chỉ có hơn 100 nghìn một hộp thôi. Cho nên nó là sẽ làm cho các bạn đi đến hết từ ngạc nhiên này mà đến ngạc nhiên khác. À, bây giờ thì Anna sẽ vào cái phần thông tin chi tiết về sản phẩm, và cứ kết thúc một dòng sản phẩm thì Anna sẽ dừng lại để cho anh chị em có câu hỏi nhé. Nguyên một chương trình bản quyền độc đáo của chúng ta thì gồm có 3 phần, đó là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Tất cả các sản phẩm của series đều có 3 tính năng là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Tức là các nhà khoa học cho rằng nếu như bằng một cách nào đó mà mình có thể làm sạch cơ thể mình ở cấp độ tế bào, sau đấy là cung cấp thêm những dưỡng chất để cơ thể tạo thành năng lượng, và rồi cuối cùng thì cái gì thừa bỏ đi, cái gì thiếu bổ sung để giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng thì tự động chúng ta sẽ khỏe và tự động sẽ đảo ngược được cái quá trình mà từ ốm yếu bệnh tật mà lên đến cái người khỏe mạnh. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng năng lượng trước. Tại sao lại là dòng năng lượng trước? Giống như là bây giờ mình đang muốn quét rác ra khỏi nhà mình, trong cơ thể mình cũng có nhiều rác. Vậy thì nếu mà cơ thể mình đang yếu mà mình đã quét rác ngay ấy, thì tay chân mình còn chẳng tự nhấc lên được nữa, đừng nói gì quét cầm cái chổi mà quét rác ra. Cho nên trước khi mà quét rác chúng ta phải bổ sung năng lượng cho cơ thể, tập trung vào bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cho nên Anna sẽ nói về cái dòng năng lượng trước. Trong dòng năng lượng này chúng ta có khá nhiều sản phẩm. Và đây là dòng mà cả người khỏe hay là người mà đang có một số những cái tình trạng bệnh á, người ta đều cảm nhận rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để cho cơ thể là được làm sạch, được khỏe lên một cách tự nhiên. Và rồi thì nó sẽ giúp tự điều chỉnh và kích thích cái quá trình tự điều chỉnh của cơ thể. Thế thì trong dòng năng lượng này mình có 3 sản phẩm, là 3 sản phẩm mà có cái mức giá cao nhất là trên 1 triệu. Có thể kể đến sản phẩm đầu tiên có tên gọi là Natural Vitamins, mà tiếng Việt anh chị em tư vấn viên hay gọi là siêu vitamin. Sản phẩm này một hộp như thế này có 30 túi. Một túi thì trông nó sẽ được chia ra thành những cái túi nhỏ rồi ạ. Đây ví dụ như Anna đang cầm một cái túi nhỏ ở trên màn hình đấy ạ. Nó được chia ra thành các cái túi nhỏ để anh chị em có thể mang theo để sử dụng. Và dòng siêu vitamin này phù hợp với tất cả những cái đối tượng mà muốn nâng cao cái năng lực hoạt động của cơ thể, hoặc là những đối tượng mà có bệnh nhẹ. Ví dụ như Anna hơi bị đau dạ dày nhẹ một chút, uống sẽ hết. Ai mà hơi bị hắt hơi sổ mũi một chút, uống cũng hết. Ai mà hơi bị rối loạn kinh nguyệt một chút, uống cũng hết. Ai mà đang bị tiểu đường, uống cũng được. Đấy, ai những cái người mà đơn giản là muốn tăng cường hoạt động cơ thể, chẳng bị làm sao cả, thì uống cũng sẽ cảm nhận được là cái cơ thể của mình dẻo dai và khỏe khoắn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy rất là thông minh và tinh vi. Nó sẽ giúp điều chuyển cái dinh dưỡng đến nơi mà cơ thể bị yếu và nơi mà cơ thể cần. Đó. Thế thì từ cái việc đấy mà chúng ta không cần phải chỉ huy là cơ thể sẽ cần phải đưa dinh dưỡng vào đâu cả. Giống như là chúng ta có bao giờ thắc mắc là cái quạt thì phải cắm điện mới có thể chạy được. Thế nhưng mà cơ thể của mình thì không cần phải cắm điện mà nó vẫn chạy, đúng không ạ? Vì từng tế bào trong cơ thể của chúng ta đã là một nhà máy độc lập rồi. Vì thế cho nên việc của mình là cung cấp những thứ cơ thể thần cần, có thế thôi. Còn lại nó sẽ tự biết sản sinh và tự biết điều chuyển đi đâu và nó muốn. Và khi dùng siêu vitamin thì mình sẽ dùng là một ngày mình sẽ dùng một túi. Hiện tại siêu vitamin của chúng ta sẽ có một số nhà phân phối là đang còn. Còn một số còn hàng á, thì phải cuối tháng 4 mình mới có tiếp siêu vitamin về. Cho nên là một lát nữa đến cái sản phẩm mà có thể thay thế được cho siêu vitamin thì Anna sẽ báo với các bạn để cho các bạn để ý. Sản phẩm thứ hai của cái dòng năng lượng này đó là sản phẩm Neurovision. Có thể nói là Neurovision là tình yêu của Anna. Nó đã giúp cho Anna có thể nói chuyện và làm việc được ở cường độ cao từ 7 giờ sáng mà đến 11 giờ khuya. Và hàng ngày lặp lại như vậy. Và Neurovision là một tổ hợp tất cả những cái dưỡng chất cần thiết cho não bộ của chúng ta có thể vận hành được trơn tru, giúp bổ sung những cái khoáng chất vô cùng cần thiết cho hoạt động của não bộ, giúp tăng cường cái sự tập trung trí óc. Và bạn biết đấy, khi mà não bộ của chúng ta là cái cơ quan chỉ huy của chúng ta, một mình não thôi đã tiêu hao đến 60% năng lượng của toàn bộ cơ thể này rồi. Thế cho nên là
khi mà bạn có được những cái dưỡng chất mà hỗ trợ cho não bộ thì tự động tất cả các cái chu trình ở bên trong cơ thể sẽ tự động được diễn ra trơn tru và thuận lợi. Ví dụ như là quá trình hô hấp, quá trình bài tiết, quá trình tiêu hóa, quá trình dẫn truyền trung xung thần kinh, quá trình thải độc, tất cả những quá trình đấy đều có thể được diễn ra trơn tru. Và trong Neurovision còn có những cái tổ hợp vitamin để giúp hạn chế quá trình lão hóa mắt và giúp cho chúng ta tăng cường thị lực. Đối tượng mà có thể sử dụng vitamin và cảm nhận được hiệu quả ngay, đầu tiên có thể nói đến là chính là những cái đối tượng làm kinh doanh, làm doanh nhân. Mình muốn là tiết kiệm thời gian và mình muốn làm nhiều hơn so với cả bình thường, nhiều hơn so với cả người, cái sức người thông thường có thể làm, thì mình cần phải dùng sản phẩm Neurovision. Những cái đối tượng mà giống như là hay phải mổ xẻ, hay phải tập trung như là bác sĩ này, dược sĩ này, những cái người mà làm dự án này, phải báo cáo quý, rồi những cái báo cáo cuối năm, hoặc là luật sư, rồi những cái người mà làm chính trị, hoặc là những anh chị em mà làm spa, làm full xăm, thẩm mỹ, nối mi. Anna đã từng có một chị tư vấn viên của chúng ta là chị Trúc. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy cái nick của chị Julia Trúc á. Thì bạn sẽ thấy rằng là chị Trúc là nối mi một ngày, là chị nối là chị rất là mỏi mắt. Và mắt của chị là nó cảm thấy rằng là nó luôn luôn là nhức, và đầu của chị thì quay mòng mòng. Thế mà chị chỉ uống có một túi Neurovision thôi các bạn ạ, có một túi thôi, thì ngày hôm sau chị đã giảm hẳn được cái triệu chứng mỏi mắt và cái đầu của chị sau 2 lần uống, thì chị có thể chở con chị đi bằng xe máy rồi. Đây là cái hộp của Neurovision và đây là một người bạn vô cùng thân thiết của Anna. Sản phẩm này, một hộp của nó có 20 túi. Nó có thể nói là một trong những cái dòng hiệu quả cao nhất, nhanh nhất. Nếu có một trong những sản phẩm mà duy nhất mà nói rằng là đưa cho bất kể một khách hàng nào và người ta đều có cảm nhận tốt và người ta đều trở nên yêu quý bạn, cả gia đình của họ, cả dòng họ của họ đều sử dụng sản phẩm, thì nó là sản phẩm Neurovision. Anh chị em cần phải đánh dấu sao, nhiều dấu sao, 5 sao cho sản phẩm này. Và siêu vitamin cũng như là Neurovision là một cặp đôi bài trùng vô cùng phù hợp để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và hai sản phẩm này năm 2019 vào tháng 10 cũng nhận được giải thưởng của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng của Việt Nam chúng ta. Trong số rất là nhiều công ty thì chúng ta rất là vinh dự đang được sử dụng hai cái sản phẩm mà có giải thưởng. Và đây là những cái sản phẩm theo cái công nghệ độc quyền, có bản quyền, đăng ký bản quyền của công ty chúng ta. Sản phẩm số 3 trong cái dòng đẳng cấp này đó là sản phẩm Stress Relief. Chúng ta cũng công nhận rằng là trong cuộc sống này có rất là nhiều những cái căng thẳng, có những thứ mà người ta gọi là người giàu cũng khóc ấy. Anh Maro chờ một chút, Anna nói hết cái sản phẩm này rồi Anna sẽ dừng lại để cho các tư vấn viên đặt câu hỏi. Người ta có nói là người giàu cũng khóc, nghĩa là sao? Là đôi khi có những người mà luôn luôn ở trong một cái trạng thái người ta gọi là trầm cảm dạng nhẹ nhá. Nếu mà trầm cảm nặng thì phải gặp bác sĩ rồi. Nhưng mà trầm cảm dạng nhẹ hoặc là đang trải qua một cái quá trình thay đổi về cuộc đời mà rất là mệt mỏi, cũng như là thời công việc quá áp lực làm cho người ta bị căng thẳng này, không ngủ ngon. Không ngủ ngon ở đây là không ngủ ngon do bị căng thẳng quá. Thì mình có thể giới thiệu với họ Stress Relief. Và Anna cũng đã từng có kinh nghiệm mà tư vấn cho khách hàng Stress Relief rồi. Chỉ sau 2 ngày thôi thì da mặt bạn ấy đã hồng hào, trông thấy rõ luôn á. Và sau 1 tuần thì bạn nói với Anna là Vân Anh ơi, hôm nay tao đã vui mồm lên mà tao đùa được với mấy đứa trong phòng. Và sau đấy là mình thấy bạn ấy rất là tươi tắn. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà sẽ có công dụng rất là nhanh. Và nó hơi kén đối tượng, vì đối tượng những người mà làm series của chúng ta ấy thì thường là những cái đối tượng mà vô cùng vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi. Thế còn khách hàng của chúng ta thì sẽ thường là sẽ cần dùng đến cái sản phẩm này. Nếu ai mà có khách hàng đang ở trong nhóm này á, thì bạn chỉ cần cho họ dùng khoảng chừng 3-4 ngày thôi, thì họ sẽ cảm ơn bạn cả cuộc đời luôn, vì nó làm cho người ta giống như là trút được một cái gánh nặng. Ai mà đã từng bị trầm cảm mà thể nhẹ hoặc là bị stress, lo âu kéo dài, họ sẽ rất là cảm nhận rất rõ về cái việc này. Mời anh Maro đặt câu hỏi ạ. Mời với cái sản phẩm á, cái sản phẩm nào mà được ưu tiên điểm nhiều hay nọ, em note vào đó chút xíu cho mọi người với, tại vì okay. Có những cái ok anh, dạ rồi. Và bây giờ mình giống như anh Maro nói, mình cần phải nhìn góc độ của kinh doanh đúng không ạ? Riêng góc độ của kinh doanh thì 3 sản phẩm này là 3 sản phẩm mà Anna vô cùng ưu tiên. Siêu vitamin, Neurovision và Stress Relief là 3 sản phẩm vô cùng ưu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu tính ra đơn giá thì cái điểm số của nó cao hơn rất nhiều so với cả cái giá tiền. Ví dụ bình thường mình tính là 2 triệu 6 sẽ là 100 điểm là bình quân. Thế nhưng mà với sản phẩm Stress Relief có 1 triệu 7 mà đã 80 điểm rồi.
sản phẩm siêu vitamin 1.485.000 là 70 điểm, sản phẩm siêu vitamin 1.265.000 là 60 điểm. Cho nên nếu như với một số người mình chỉ cần bán combo, các bạn nhớ này, cái combo mà chúng ta kết hợp sẽ là siêu vitamin kết hợp với Neurovision hoặc là siêu vitamin kết hợp với Stress Relief. Chúng ta không cần phải cho khách hàng dùng cùng lúc Neurovision và Stress Relief, mà chúng ta nên để tách cái quá trình này ra. Neurovision giúp cho họ tập trung cao độ giống như anh chị em doanh nhân của chúng ta. Còn Stress Relief là giúp cho họ có thể thư giãn, nghỉ ngơi và cho phép cơ thể của họ nghỉ ngơi. Đấy là hai cái đặc điểm mà anh chị em cần phải nhớ. Rồi, cái dòng năng lượng này sẽ là cái dòng rất là hay mà anh chị em sẽ cảm nhận nó vô cùng rõ ràng khi mà anh chị em sử dụng. Tiếp đến. Chị có câu hỏi. Dạ vâng ạ, mời chị ạ. À, chị vừa nghe thì em nói là cái sản phẩm thứ hai ấy, Vision, nó được cái giải thưởng ấy. Dạ thì vâng. Đấy là giải thưởng gì? Em nói lại giúp chị. Và thứ hai là giải thưởng đấy là giải thưởng quốc tế hay là giải thưởng của Việt Nam? À, siêu vitamin và Neurovision đã thắng trong cái cuộc bình chọn thực phẩm chức năng của Việt Nam trong năm 2019 vào tháng 10. Đấy, hai sản phẩm đấy đã thắng ở thị trường Việt Nam. Dạ vâng ạ. Em không có cái hình giải thưởng đấy. Dạ. Nếu anh chị em cần thì em sẽ tìm lại để em chuyển cho. Tìm okay. Sao nhá. Dạ vâng. Tại vì á, mình cứ nhớ rằng là chỉ cần họ mình có hóa đơn đỏ rõ ràng này, mình có sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, họ chỉ cần sử dụng quãng chừng từ 3 ngày đến 1 tuần thôi là tự họ sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Tự họ sẽ hiểu tại sao lại được giải thưởng. Chúng ta sang cái hai cái sản phẩm mà hiện tại cũng là hai cái dòng sản phẩm mà chiến lược của chúng ta, đó là Vita Germanium và Chronolong. Chronolong á là một sản phẩm mà hỗ trợ bổ sung cái nội tiết tố cho phụ nữ và nó hỗ trợ làm chậm cái quá trình lão hóa, bao gồm cả là da, tóc và móng, và bao gồm cả cái nội tiết tố của phụ nữ chúng ta. Chronolong hiện tại thì nó vẫn dạng lọ, còn đây là bao bì mới, dự kiến sẽ về vào cuối tháng 4. Thế thì Chronolong sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp mà đang điều trị về nội tiết tố này, hoặc là bị những cái tình huống như là tiền mãn kinh, hoặc là đang ở trong một quá trình mà điều trị mụn này, điều trị da sẹo này, rồi sẹo rỗ này, rồi điều trị để làm hồng xe khít lỗ chân lông, thì Chronolong rất là phù hợp. Tiếp đến Vita Germanium. Xin lỗi, Chronolong một ngày mình sẽ uống một viên nhé. Một cái lọ này có 30 viên. Giá của nó là hơn 500.000. Viết tiếp đến là Vita Germanium. Có thể nói là Vita Germanium là nói như thế nào là một cao thủ về trẻ hóa. Trong Vita Germanium này nó có những cái hoạt chất chống oxy hóa mà cũng được tìm thấy ở trong rượu vang. Và cái hàm lượng mà hoạt chất chống oxy hóa của Vita Germanium, một viên của nó có cái hàm lượng mà tương ứng với từ 6 đến 8 chai rượu vang. Các bạn cứ hình dung, tại sao người ta cứ nói là mỗi ngày uống một vài ly vang đỏ là rất là tốt ấy, là bởi vì trong rượu vang nó có những cái hoạt chất chống oxy hóa, mà đồng thời nó cũng có cồn, cho nên không phải là ai cũng thích uống. Thế cái chất đấy các bạn cũng có thể nhìn thấy trên màn hình đây ạ. Cái gọi là resveratrol. Đấy, nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn, mình có thể search Google. Còn nếu mà không thì chúng ta có thể thấy là những cái hoạt chất như coenzyme Q10 rồi germanium, và là những cái hoạt chất mà rất là nổi tiếng. Thế thì cái tổ hợp mà chống lão hóa thế này này, nó có ý nghĩa gì với cơ thể của chúng ta? Chúng ta hình dung là gì? Trong cơ thể của chúng ta luôn luôn bị xâm phạm bởi những cái gốc tự do. Và gốc tự do là tự cơ thể chúng ta tự sinh ra. Bình thường ở trong cái môi trường mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì gốc tự do sẽ được cơ thể của chúng ta đào thải đi và từ đó không bị lão hóa. Còn ở trong cái môi trường bẩn như hiện nay, hoặc là cơ thể của chúng ta đã hơi bị già cỗi một chút, thế thì cái gốc tự do này không được đào thải ra một cách tự nhiên. Và vì thế mà nó sẽ gây da mặt thì chảy xệ, nhăn này. Và bên trong cơ thể của chúng ta rất nhiều những cơ quan nó sẽ bị già cỗi đi và sinh ra bệnh tật, bao gồm bệnh mãn tính và ung thư. Cho nên tất cả mọi đối tượng từ khỏe đến đang bị bệnh đều cần dùng Vita Germanium. Và cái sản phẩm này mình sẽ dùng 2 viên một ngày, sáng, chia sáng và chiều. Đó, thì đây là những cái sản phẩm mà giống như là những cái sản phẩm mà nhất định phải có ở trong túi xách của bất cứ ai.
Chúng ta tiếp theo chúng ta đến dòng box. Dòng box thì có rất nhiều loại box. Beauty box là dành cho làm đẹp cho nữ. À, giống như lúc nãy chúng ta sẽ kết hợp Beauty Box cộng với Vita Germanium và Chronolum trong cái quá trình mà điều trị hỗ trợ dạng uống từ bên trong dành cho phụ nữ, giúp phụ nữ làm đẹp da, là cái Beauty Box này. À, Beauty Box thì giá của nó là có 330.000 một hộp thôi. Đó. Và mình có thể cho những cái khách hàng của mình dùng từ 1 đến 2 bịch một ngày, chia 2 lần ra. Nó một hộp này cũng có 30 bịch. Tiếp theo là IQ Box. IQ Box là sản phẩm mà cho tăng cường máu lên não. IQ Box cũng có giá là 330.000 cho một hộp thôi. Và IQ Box sẽ phù hợp với những ai mà chưa có điều kiện dùng Neurovision mà vẫn muốn là hỗ trợ hoạt động của não thì mình có thể dùng IQ Box. Và trong IQ Box này nó sẽ giúp chúng ta có thể cải thiện được cái trường hợp mà máu lưu thông lên não kém ấy ạ. Đó. Tiếp đến nhá, là Mama Box. Mama Box là một hỗn hợp dành cho bà mẹ chuẩn bị mang thai, đang mang thai và đang cho con bú. Khi mà trong quá trình mang thai chúng ta tốn tiêu hao rất là nhiều canxi và đặc biệt là canxi với sắt cùng với những dưỡng chất khác, thì trong Mama Box này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hồi phục được lượng canxi bị thiếu trong cơ thể. Chúng ta cũng thấy là cái tỷ lệ mà bị loãng xương ở phụ nữ rất cao là bởi vì chúng ta có quá trình sinh nở đấy ạ. Và nó sẽ bổ sung năng lượng cho chúng ta để chúng ta có thể làm việc cho cả một ngày dài. Đồng thời là phụ nữ chúng ta mỗi lần mà sinh nở xong thì thường hay bị đãng trí. Thì mình có thể kết hợp giữa IQ Box với Mama Box để chúng ta có thể tăng cường được cái dưỡng chất lên não và từ đấy giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Vision Box. Vision Box là một cái sản phẩm mà cho mắt, vision tức là cho thị lực. Và cái sản phẩm này nó giúp bổ sung những cái dưỡng chất mà giúp ngăn ngừa sưng mắt này và ngăn ngừa mỏi mắt này và giúp hồi phục thị lực. Nếu khách hàng đã dùng Neurovision rồi thì mình không cần cho dùng Vision. Còn nếu khách hàng mà chưa dùng Neurovision mà họ tiết kiệm hơn, mình có thể cho họ dùng Vision. Vision của chúng ta có giá là 708.000, Mama Box của chúng ta có giá là 445.000. Chúng ta đến cái Pulse Box. Pulse Box, nghe cái từ Pulse Box là cho tim mạch ạ. Pulse Box là một cái sản phẩm để giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh và hỗ trợ cho hệ tim mạch của chúng ta. Tức là tất cả những cái tình huống như là nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm, rồi nhịp tim không đều, rồi huyết áp cao, huyết áp thấp là mình đều cho người ta sử dụng Pulse Box. Đây không phải là thuốc, đây là những sản phẩm hỗ trợ trực tiếp cho hệ tim mạch của chúng ta. Và nó sẽ ngăn ngừa được cái quá trình mà oxy hóa, cũng như là ngăn ngừa được cholesterol, đồng thời giảm những cái nguy cơ mà xơ vữa động mạch. Đây là một sản phẩm có giá là 418.000 cho một cái hộp 30 túi. Đó. Tiếp đến là Step Box. Step Box là một sản phẩm dành cho hệ cơ xương khớp ạ. Step Box có giá là 518 hay 528.000 gì đó. Và Step Box cũng gồm những cái omega 3, những cái chất béo để giúp bôi trơn các khớp, gồm cả canxi và những cái hoạt chất mà cần thiết cho các ổ khớp cũng như là cho hệ cơ xương của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có sản phẩm là Energy Box và Men Box để Anna mở ra cho các bạn xem. Đây, chúng ta có sản phẩm Men Box. Men Box là một sản phẩm vitamin đặc chủng dành cho nam giới và nó giúp bảo vệ những cái cơ quan chỉ có ở nam. Chính bởi vì như thế mà nó giúp cho nam giới có thể tăng cường được cái sinh lực và đồng thời nâng cao sức đề kháng cho đàn ông. Đây là một trong những sản phẩm vừa giúp cho đàn ông bảo vệ sức khỏe mà vừa giúp cho đàn ông tăng sức đề kháng. Men Box sẽ rất là tuyệt vời khi dùng kết hợp với một vi khoáng là kẽm. Một lát nữa đến phần kẽm Anna sẽ giới thiệu cho các bạn. Men Box có giá là 508.000. Ok, chúng ta có sản phẩm là Immunobox. Sản phẩm Immunobox này là tăng sức đề kháng. Hiện tại Immunobox đang bị hết hàng. Khả năng là đến cuối tháng 4 chúng ta sẽ có hàng Immunobox về tiếp. Và hiện tại chúng ta có những sản phẩm để có thể thay thế cho được cho Immunobox. Rồi, chúng ta ra một cái sản phẩm box mới vừa mới về, gọi là 3D cu bé. Này là một cái tên dễ thương thôi. Đây là một sản phẩm dành cho tóc
và móng. Và đây sẽ rất phù hợp với những cái phụ nữ mà sinh xong mà bị rụng tóc này, làm cho tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn. Đồng thời thì cũng dành cho những cái người nam giới mà mình đang muốn là cải thiện cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của tóc ấy. Một số người là hay bị hói hay gì đó thì mình có thể hướng dẫn cho họ sử dụng. Và cái sản phẩm mà dành cho tóc và móng này có giá là 390.500, cũng gồm có 30 túi và một ngày mình sẽ uống một túi. Tiếp đến là chúng ta sẽ sang một cái dòng có tên gọi là dòng năng lượng thiên nhiên hoang dã Coen. Coen là một tổ hợp của rất là nhiều những cái dưỡng chất đặc biệt được tìm thấy ở vùng Siberia, và đây nó giúp gọi là kích hoạt cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta lên một cách tức thời luôn. Và ở bạn có thể để ý thấy chữ nhỏ nhỏ này có tên gọi là Immunobooster. Immunobooster tức là tăng cường hệ miễn dịch một cách vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng. Đấy là cái sản phẩm, đấy là sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm này dạng nước ạ, và như Anna đang cầm trên tay này, nếu mà các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình nhỏ của Anna, khi mà mình mở ra thì bên trong này nó có một cái đây là hút lên đấy ạ. Và khi mình uống á thì mình cho vào bên dưới lưỡi của mình. Bên dưới lưỡi nó có những cái dây thần kinh chạy thẳng về tim, cho nên nó sẽ làm tăng sức đề kháng lên tức thì luôn. Trong những cái mùa mà có dịch, đây là một sản phẩm nhất định tất cả các tư vấn viên đều phải có và đều cần phải tìm cách để đưa cho những người thân yêu của mình và những cái khách hàng mà đã tin tưởng mình. Sản phẩm này nếu ai đang hắt hơi sổ mũi, tức là đã bị cảm cúm, cảm lạnh rồi, mà bạn chỉ cần uống 6 ống, một lần mình hút lên chỉ được nửa ống thôi ạ. Tức là mình phải hút 6 lần thì mới đủ được 3 ống. Một ngày mình uống 6 ống chia 2 lần, 3 ống sáng và 3 ống chiều. Các bạn lưu ý chỗ này, Anna nhấn mạnh lại này, một lần mình hút lên chỉ được nửa ống, tức là để uống được 3 ống này thì các bạn sẽ phải hút 6 lần. Tức là sáng bạn sẽ uống 3 ống và chiều bạn uống 3 ống. Thậm chí lúc nào bạn đang hắt xì bạn có thể uống một lúc 5 đến 6 ống, thì chỉ sau khoảng 1 tiếng sau là bạn sẽ hết hẳn cái cơn hắt xì sổ mũi luôn. Và những ai mà đang phải di chuyển ra vào bên trong vùng dịch, những ai mà đang giống như là không biết là mình có tiếp xúc với những người có dịch bệnh hay không, thì đây là một trong những sản phẩm cứu cánh của chúng ta. Tất cả các tư vấn viên đều phải có. Anna nhấn mạnh lại là chúng ta cần phải khỏe mạnh trước, cho nên tất cả những cái tư vấn viên cần phải có. Và bạn nhớ nhá, là sản phẩm này có 250.000 cho một cái lọ đấy thôi. Nếu mà bạn có dùng sang ấy thì một tuần bạn dùng hết một lọ này là cùng. Cái đấy, chi phí đấy ấy, nó quá rẻ so với cái việc mà tăng sức đề kháng của chúng ta và làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Còn bình thường một lọ này bạn có thể dùng 2 tuần mới hết ạ. Đây, Immunobox, Coen, giống như trên hình này này. Và dạ vâng ạ, chị Hương Giang hỏi đi ạ. Dạ, chị Hương Giang nói lại nhé, em bật mic đã. Chị Giang bật mic, chị Giang ơi. Bật mic đã. Rồi. Được chưa em? Rồi ạ. Ok. Cho chị hỏi là cái sản phẩm em vừa nói đó thì nó có được dùng cho trẻ con không, và trẻ con từ mấy tuổi có thể dùng được? Nếu như mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình không sử dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ trong thời kỳ mang thai, cho con bú sữa mẹ, cũng như là những người bị căng thẳng thần kinh, bởi vì nó sẽ làm cho người ta tăng cường cái sức đề kháng lên tức thì. Những người mà bị mất ngủ và bị tăng cái huyết áp cao thì mình cũng phải thận trọng khi dùng sản phẩm này. Tuy nhiên là đối với con của Anna là năm nay bé 9 tuổi á, thì Anna hay lấy một chút và Anna hòa vào nước. Ta lấy có một chút xíu thôi và hòa vào nước cho con. Thì cái hàm lượng nó ít thì không sao. Còn ở trên sản phẩm, tất cả những sản phẩm này của chúng ta là đang nói cho đối tượng người trưởng thành ạ. Người trưởng thành. Dạ vâng ạ. Dạ. Ok, Anna tiếp tục nhá. Tiếp theo thuộc về dành dùng dòng dinh dưỡng thì chúng ta sẽ đến với những cái dòng khoáng ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến cái dòng đầu tiên đi. Xin lỗi, cái dòng này là cái dòng Cerber. Cerber này là một sản phẩm mà dành cho phụ nữ ở trong giai đoạn tiền mãn kinh đây. Và khi mà ở phụ nữ... Cảm ơn các bạn. Khi phụ nữ ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, mình có thể cho người ta uống cái Cerber này. Và cái Cerber này nó cũng sẽ điều tiết được cái việc mà ổn định lại cái việc tiết mồ hôi. Ví dụ những ai mà tiết mồ hôi tay hay là gì đấy, mồ hôi chân hay gì đấy, thì mình có thể cho dùng cái sản phẩm này. Một ngày dùng 2 viên. Một hộp này, một lọ này là 60 viên, dùng được trong một tháng. Và cái bên dưới các bạn thấy gọi là Gohan. Cái Gohan này là hỗ trợ tĩnh mạch,
dùng cho những cái người mà bị giãn tĩnh mạch. Với những người bị giãn tĩnh mạch, mình sẽ dùng cái Gohon này kết hợp với cái step box mà các bạn vừa thấy đấy. Đấy, hai sản phẩm đấy. Cái này cũng thế, một ngày mình có thể dùng 1 đến 2 viên. Những người mà bị nặng mình có thể cho dùng 2 viên và một lọ này cũng là 60 viên. Ok chưa? Rồi, chúng ta tiếp đến đến dòng khoáng của chúng ta. Dòng khoáng. Rồi ok. Dòng khoáng của chúng ta ấy, thì ở đây có bạn có thể thấy rằng là chúng ta có những loại khoáng như sau. Đây. Đầu tiên là chúng ta có hai cái loại khoáng mà phụ nữ rất cần, đó là sắt và canxi. Bản thân Anna cũng đang sử dụng sắt và canxi. Nếu các bạn đang dùng Mama Box rồi thì các bạn không cần phải uống hai sản phẩm này. Còn nếu mà bạn đang không dùng Mama Box thì bạn nên uống hai sản phẩm này. Đó, khoáng và là sắt và canxi. Và sắt thì mình dùng một lần là một viên. Thế còn đối với canxi thì một người lớn dùng một ngày là 3 viên các bạn ạ. Người lớn dùng một ngày 3 viên. Và trẻ con như bé nhà Anna theo cân nặng 9 tuổi nó cần trẻ cần một lượng canxi khoảng 80mg một ngày thì Anna cho bé dùng một viên. Và bạn hãy nhớ là riêng cái dòng khoáng này này, một năm chúng ta sẽ bổ sung khoảng 4 lần. Mỗi lần kéo dài 1 tháng. Tức là chúng ta không dùng những cái khoáng rời, những cái khoáng này là liên tục. Hoặc là bạn đang bị bệnh thì bạn có thể sử dụng là liên tục trong vòng 2 đến 3 tháng. Rồi bạn có thể tạm ngưng rồi sau này bạn sử dụng tiếp. Cái khoáng này là cái dòng khoáng hữu cơ. Tức là nó đang ở một cái thể là liên kết với nhau. Chứ không phải là khoáng vô cơ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm, cơ thể mình rất là dễ hấp thu. Có tiếp theo là đến cái sản phẩm mà đàn ông rất cần, gọi là ginseng. Cái này là kẽm ạ. Cái này là kẽm. Cái sản phẩm này mình sẽ kết hợp với cả men bóc. Kết hợp với cả men bóc để cho nam giới vừa tăng cường sức khỏe và tăng cường được cả cái sinh lực của nam giới. Và chúng ta có một loại khoáng là selen. Selen rất phù hợp với những bệnh nhân mà thường xuyên ở trong cái khu vực mà bị nhiễm độc này, bệnh nhân bị ung thư này, những cái người mà làm trong cái lĩnh vực xăng dầu, những người mà bị mụn nhọt nhiều, đang cần thải độc nhiều, thì mình có thể cho họ bổ sung selen. Tất cả khoáng của chúng ta đều bổ sung 1 năm, uống khoảng 4 tháng, các bạn có thể chia ra. Và maze sẽ rất là tuyệt vời trong quá trình thúc đẩy rất nhiều những cái quá trình bên trong cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ giảm cái căng thẳng thần kinh và giúp ngủ ngon. Thường maze sẽ được kết hợp với một dòng sản phẩm khác nữa để giúp cho cải thiện giấc ngủ. Một lát nữa đến cái sản phẩm đấy thì Anna sẽ nói, lúc này các bạn sẽ nhớ lại được là về maze. Thế nhưng mà cái này nó không có ở trong catalog rồi hả? Nó có trong catalog đấy anh ạ, mà cái hình nó khác thôi. Đây là mẫu mã mới, còn trong catalog của mình là mẫu cũ thôi. Dạ dạ. Rồi tiếp đến chúng ta còn có thêm một dòng đó, gọi là dòng dành cho những người thu nhập thấp á, là những cái dòng này này. Đây là dòng dành cho những người mà có thu nhập thấp hơn. Dòng này được ra đời dành cho đối tượng mà có thu nhập thấp, giá của nó chỉ có hơn 200.000 thôi. Nó cũng có vitamin, nó cũng có omega 3, rồi ginkgo, rồi beauty vitamin là cho làm đẹp, có glucosamine để mà cho khớp và có cả hỗ trợ thị lực. Thì cái dòng này là dòng vitamin tổng hợp. Các bạn để ý ạ, đây là dòng vitamin tổng hợp. Người ta đã nghiên cứu và thấy rằng là riêng vitamin tổng hợp mà để riêng rẽ thì nó không tốt. Nó không có tốt bằng vitamin hữu cơ. Mà nếu như vitamin tổng hợp mà ở dạng một chuỗi phức hợp với nhau thì nó có công dụng không kém gì vitamin hữu cơ. Nên bạn để ý chúng ta luôn luôn là vitamin với canxi, rồi omega 3, rồi ginkgo với cái gì đấy, và một chuỗi các beauty vitamin, rồi glucosamine và cái gì đấy, aronia và lutein. Và khi nó kết hợp như thế này thì các nhà khoa học thấy rằng là cái công dụng của nó không khác gì những cái vitamin hữu cơ của chúng ta. Tùy vào cái đối tượng khách hàng sử dụng, họ có khả năng sử dụng sản phẩm nào và bạn giới thiệu sản phẩm đấy. Đây không phải là cái dòng Anna hay dùng và không phải là cái dòng tôi tập trung để kinh doanh. Các bạn cứ kiên nhẫn, chúng ta xem xong hết tất cả các sản phẩm rồi thì Anna sẽ hướng dẫn các bạn là đâu là dòng mà các bạn nên tập trung để kinh doanh. Ok chưa? Đấy là chúng ta đã đi xong về cái dòng về năng lượng. Và Anna nhấn mạnh lại cái dòng năng lượng.
Ở trong dòng năng lượng này có những sản phẩm như là siêu vitamin Neurovision Stress Relief, Chronolong và Vitazec Manium. Và những cái dòng box là những cái dòng mà các bạn cần tập trung để triển khai kinh doanh. Hàng thì có nhiều này, điểm số nhiều so với giá tiền mua này, và hiệu quả vô cùng rõ ràng. Chúng ta chuyển sang một dòng thứ hai là dòng thanh lọc. Đối với dòng thanh lọc thì trước tiên á, dòng thanh lọc là chúng ta có các loại trà, có các loại trà. Chúng ta có loại trà đầu tiên là trà Amin, là trà cho hô hấp. Trà thứ hai là trà Kurinsai, là trà cho tiêu hóa. Ví dụ những người mà bị khó chịu ấy, ăn không tiêu rồi bị dạ dày này kia, là mình sẽ cho uống trà Kurinsai. Bạn để ý đấy nhá. Và ở đây nó có luôn ấy, nó có luôn này, hỗ trợ ổn định tiêu hóa này. Trà thứ ba là trà Ruhen, là trà cho tim mạch. Trà thứ tư là trà Noi, là trà giúp ngủ ngon. Trà thứ năm là trà Em, là trà thải độc cho gan. Trà nữa là trà Nomo, là trà dành cho những người mà bị khớp, những người bị liên quan đến cơ xương khớp. Và chúng ta còn có hai loại trà khác nữa chuyên về thải độc rất là tốt. Một lát nữa Anna sẽ nói với các bạn. Thế thì cái cách mà mình pha trà là trà của chúng ta là trà túi lọc và được pha với nước nóng. Đây là trên tay Anna là một lọ trà Amin. Tùy vào trong cái người đấy đang cần cải thiện chức năng nào mà mình sẽ cho người ta sử dụng chức năng đấy, đó là trà túi lọc này. Và các bạn nhất định phải pha trà với nước nóng ạ, pha trà với nước sôi ấy. Sau đó các bạn để ra các bạn dùng. Bình thường một túi trà này mình sẽ pha với 200ml nước sôi, 200ml. Thế mà nếu như ai mà bị ví dụ như đặc biệt hắt xì, hắt hơi sổ mũi thì trà Amin mình sẽ pha đặc gấp đôi, là 2 gói trên 200ml nước. Tương tự như vậy với những cái trường hợp khác, như là uống rượu về thì mình pha 2 gói trà Em, trà trà thải độc gan vào với 200ml nước. Nếu mà bị đau gọi là bị đau bụng gì đấy thì mình pha 2 gói trà. Đấy, đấy là cái cách. Nếu muốn ngủ ngon mình sẽ pha 2 gói trà vào. Một ngày có thể dùng từ 2 đến 4 gói cũng được. Cái loại trà tiếp theo là thải độc nữa, rất là tốt, đấy là trà T, Cleansing Tea Body. Trà T đã từng hết hàng quãng chừng 2-3 tháng và tạo ra một cơn sốt. Trà T đã từng về Việt Nam và chỉ sau vòng khoảng 15 phút thì bán hết luôn 20.000 hộp trà T. Cho nên là các bạn phải rất là thận trọng khi đang có trà T ở trong tay, các bạn cần phải dùng. Đó, trà T sẽ có tác dụng là làm sạch cái hệ thống đường ruột của chúng ta, bao gồm là những cái cặn bã mà bám ở mặt trong của đường ống tiêu hóa. Đồng thời trà T là một trong những thứ vô cùng cần thiết để hỗ trợ cho chúng ta có thể giảm mỡ bám ở trong lòng nội tạng. Và đi với trà, hình ảnh của trà T là một cô siêu mẫu người đẹp như thế này đây. Đó. Và uống trà T có một loại trà khác là trà thải độc gan thận mật, có tên gọi là trà Nu, N-U-U-R. Anna chưa thấy hình ở đây. Và cái trà đấy, một trong hai loại trà này nó đều có cái khả năng như nhau. Và khi uống hai loại trà này vào thì từ 4 đến 6 tiếng sau thì mình sẽ có những cái cơn mà đi tiêu, tức là đi nặng ấy ạ. Và nó có thể đi 2 đến 4 lần liên tiếp luôn. Nhưng mà không phải là tiêu chảy, các bạn yên tâm. Nó đơn giản là mình được có những cái cơn co bóp để có thể làm sạch và đẩy tất cả những cặn bã ra ngoài. Và nếu người nào muốn giảm cân á, và muốn thải độc và giảm cân, đặc biệt là giảm cân, giảm mỡ bụng, thì một ngày mình uống 4 gói trà tê, sáng 2 gói, chiều 2 gói. Cứ 2 gói thì cho vào 400ml nước và mình uống. Đấy, đây là một trong những cái dòng trà bạn thấy để riêng hình là bạn biết là nó quan trọng và nó hay như thế nào. Có rất nhiều tư vấn viên đã bị chinh phục bởi sản phẩm này vì nó quá rẻ so với chất lượng của nó. Tất cả 100% là thảo mộc thiên nhiên hết. Thì dòng trà là... Dạ vâng ạ, chị chờ em một tí nhá. Dòng trà là cái dòng mà thải độc ở mức độ cơ bản nhất, gọi là mức độ cơ học. Chúng ta có 3 cấp độ thải độc. Cấp độ đầu tiên là cấp độ cơ học, là các dòng trà chúng ta vừa thấy. Cấp độ số 2 là cấp độ thải độc ở các hệ cơ quan. Khi thải độc ở các hệ cơ quan thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như là lymphosa, một lát nữa chúng ta sẽ nói, và những cái dưỡng chất từ cái dòng năng lượng nó mang đến. Và cái thứ ba là thải độc ở cấp độ tế bào. Bây giờ chúng ta sẽ có, chị Hương Giang chờ em một chút, em sẽ nói hết phần thải độc này rồi chị sẽ có câu hỏi nhé. Cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm gọi là Shopben, hay cái tên cũ của nó là Lymphosan. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nó giúp làm sạch hai thứ. Đầu tiên là hệ tiêu hóa của chúng ta được làm sạch.
Và không những được làm sạch, nó còn cung cấp cả cái dưỡng chất cần thiết, thức ăn cần thiết, nuôi sống cái cộng đồng vi sinh vật đang sống cộng sinh với chúng ta ở trong đại tràng luôn. Đó, cho nên nó giúp chúng ta cải thiện được cái sức khỏe đường ruột. Nếu như ai mà bị táo bón thì bạn chỉ cần cho họ dùng cái sóc ben này thôi thì họ có thể ngay lập tức là giải quyết được. Đó. Và cái sóc ben này còn có một công dụng thứ hai còn quan trọng hơn cả công dụng làm sạch đường ruột. Đấy là nó có khả năng làm sạch cái hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết là gì? Là hệ máu trắng ấy. Là hệ mà ở trong đấy có những cái tế bào miễn dịch của chúng ta sống. Nó đồng thời cũng là cái hệ thống ống mà dẫn sữa của chúng ta. Cho nên là khi mang thai thì phụ nữ không được dùng cái này vì nó tăng cái co bóp. Thế nhưng mà khi mà sinh xong rồi á, và hoặc là trước khi mang thai thì hoàn toàn có thể sử dụng để làm sạch cái hệ tiêu hóa của chúng ta và đồng thời làm sạch luôn cả hệ bạch huyết. Đây là một trong những sản phẩm mà trong cái mùa dịch như thế này là các bạn đặc biệt phải dùng. Bởi vì sao? Nó giúp làm sạch cái nơi ở của những tế bào miễn dịch. Và nơi ở của các tế bào phải được làm sạch thì các tế bào mới khỏe khoắn được ạ. Các bạn phải nhớ cái rõ cái chỗ này. Cái nhà của chúng ta bẩn thì chúng ta sống trong đấy không thể khỏe được. Đất nước của chúng ta bẩn thì cho dù cái nhà của chúng ta có giữ sạch đến mấy cũng không thể sạch được. Còn đây là nơi làm sạch cái nơi sống của quân đội của chúng ta. Quân đội, những cái người mà sẽ bảo vệ cơ thể của chúng ta, cho nên là chúng ta cần phải bổ sung. Và cách uống Lymphosan nó hơi đặc biệt hơn so với tất cả những sản phẩm khác. Những sản phẩm của dòng năng lượng ấy, chúng ta sẽ uống ngay trong bữa ăn vì nó được tính là thức ăn. Ok chưa ạ? Những riêng sản phẩm về dòng trà thì mình sẽ uống cách bữa ăn. Sản phẩm mà Softben thì chúng ta sẽ uống vào buổi sáng khi chúng ta vừa ngủ dậy. Thay vì chúng ta trước đây hay có cái thói quen uống nước ấm và pha với một số thứ khác, bây giờ chúng ta sẽ lấy 200ml nước khoảng 40 đến 50 độ. Rồi mình lấy cái thìa mà mình hay ăn sữa chua ấy, mình lấy một muỗng sản phẩm, mình hòa vào và mình uống luôn. Đây là dạng chất xơ hòa tan, cho nên nếu mình để lâu thì nó sẽ đặc lại và rất khó uống. Cho nên là các bạn hãy pha xong một cái là uống luôn. Đồng thời bạn nào mà đang muốn bảo vệ cơ thể mình một cách thực sự tốt thì bạn sẽ phải uống thêm một lần buổi tối, là cái lần mà khi bạn đã ăn xong xuôi hết rồi. Ví dụ 7 giờ bạn ăn xong thì 9 giờ bạn uống Softben và rồi bạn đi ngủ. Tức là cái riêng cái sản phẩm Softben này mình sẽ uống khi mà cái bụng mình không còn ăn thêm cái gì nữa. Buổi sáng thì mình uống xong khoảng 1 đến 2 tiếng sau mình mới ăn sáng. Thường thì Anna 6 giờ dậy là uống xong đi tập thể dục xong tầm khoảng 7 rưỡi thì bắt đầu ăn sáng. Ok chưa ạ? Chúng ta có 4 loại Softben ạ. Ở đây là 3 và lý tí nữa Anna dở lại một cái loại, nó nằm ở trong cái dòng năng lượng. Softben đầu tiên có tên là Pure Life. Pure Life là sản phẩm dành cho mọi đối tượng, giúp nhuận tràng, hạn chế táo bón và làm sạch hệ miễn dịch và cho mọi đối tượng. Sản phẩm thứ hai màu xanh dương là Joy Comfort. Đây là sản phẩm cho cơ xương khớp. Tất cả những ai mà bị những cái vấn đề về cơ xương khớp thì đều dùng cái Joy Comfort này. Nó sẽ giúp làm sạch những cái chất cặn mà có khả năng ảnh hưởng đến hệ xương và khớp của bạn. Đặc biệt là những người ung thư xương thì cũng phải dùng cái này để làm sạch. Tiếp đến là Defend. Defend là sản phẩm mà đặc biệt dành cho bị táo bón á. Nhuận tràng và táo bón. Táo bón có hai loại là táo bón âm và táo bón dương. Táo bón dương là từng cục, từng hòn mà đi mãi không được ấy, gọi là táo bón dương. Táo bón âm là cái kiểu mà đi phân lỏng, mà đi phân sống á, cũng là một dạng táo bón. Thì khi mình uống vào nó sẽ giúp mình điều chỉnh được. Ai dương thì nó sẽ cho cân bằng, ai âm nó cũng cho cân bằng, rất là hay. Đó, trong số 3 loại này thì Anna không bị khớp cho nên Anna uống hai cái loại Pure Life và Defend, rồi Anna đều thấy hai loại này đều rất là tốt. Mà trong đó đặc biệt Anna thích loại Pure Life hơn. Chúng ta còn có một loại có tên gọi là Inulin. Inulin là các bạn sẽ dùng cho những trường hợp bị tiểu đường và muốn giảm cân, bị béo phì. Đấy là cái sản phẩm thải độc ở cấp độ sinh, gọi là cấp độ các hệ cơ quan. Tiếp đến là sản phẩm rất quan trọng trong bộ thải độc là bộ ba thanh lọc. Bộ ba thanh lọc có tận 3 bằng sáng chế và bộ ba thanh lọc gồm có 3 hộp, 3 lọ, xin lỗi, một hộp gồm có 3 lọ, giá của nó rất là mềm, có hơn 500.000 thôi. Chúng ta sẽ uống tổng cộng là 3 viên vào buổi sáng và 3 viên vào buổi tối, uống trong bữa ăn. Cái lọ màu vàng này là uống 2 viên buổi sáng. Lọ màu xanh dương là uống 2 viên buổi tối. Lọ màu xanh lá là 1 viên sáng và 1 viên tối. Có thể nói bộ ba thanh lọc là một sản phẩm đặc trưng của chúng ta, bởi vì nó không những thanh lọc ở cấp độ tế bào mà nó còn thanh lọc
dựa trên cái quá trình người ta gọi là quá trình nhịp sinh học. À, đây có lẽ là một trong những cái đặc sản của Siri, đó là chúng ta biết ban ngày là cần phải cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động và buổi tối thì cần phải tái tạo năng lượng và thải độc, cho nên đã phân ra thành bữa sáng, bữa tối uống khác nhau, và nó cũng đồng thời giúp cho nhịp sinh học của chúng ta được điều chỉnh luôn. Có rất nhiều bạn nghĩ rằng là độc tố được tồn tại nhiều ở trong đại tràng, đặc biệt là trực tràng. Thế nhưng mà các nhà khoa học thì đã nghiên cứu và cho thấy rằng độc tố tồn tại đến 80% là ở khoảng không gian giữa các tế bào. Trong cơ thể của chúng ta có tới 30.000 tỷ đến 40.000 tỷ tế bào. Cho nên rằng là khi mà các bạn dùng những cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được làm sạch ở cấp độ tế bào. Những cái người nào mà khỏe khoắn á, thì họ làm sạch, họ quét rác rất là nhẹ nhàng. Những ai mà có bệnh mãn tính thì họ sẽ có cái quá trình là 1 đến 2 tháng thải độc khi dùng bộ ba thanh lọc này. Người bình thường nếu lần đầu tiên mình thải độc mình nên dùng 6 tháng. Sau đó mình lặp lại, thì cứ mỗi lần lặp lại mình lặp lại trong vòng 3 tháng. Tại vì cơ thể của mình cần tới 180 ngày mới có thể thay đổi mới toàn bộ tất cả các tế bào bên trong cơ thể. Ví dụ Anna là mãn tính là bị dị ứng thì Anna dùng 5 đến 6 tháng thì nó mới bắt đầu ổn định. Và nói chung khi các bạn dùng bộ thanh lọc, nó có biểu hiện thải độc rất là rõ ràng. Phân của các bạn sẽ màu sẽ đang nâu nâu thì sẫm hơn, có thể đến màu đen vì độc tố bắt đầu được kích ra, đặc biệt là kim loại nặng. Thứ hai là mồ hôi các bạn hôi hơn, nước tiểu của các bạn vàng hơn. Nếu một số bạn thì có thể sẽ có phản ứng thải độc dưới da, là người cơ thể người hơi ngứa một chút và mặt thì bắt đầu mẩn lên một chút. Có một số bạn mà thải độc mạnh cái đường hô hấp thì bạn sẽ ho một chút. Đấy. Và tất cả những trường hợp mà mãn tính khi sử dụng thì nó cũng sẽ có những cái trường hợp thải độc. Nó giống như kiểu quá trình mình đang quét rác ấy. Và điều đấy cho thấy rằng là cơ thể chúng ta đang được sổ rác ra bên khỏi cơ thể, bên ngoài tế bào. Trong cái bộ này còn có một sản phẩm nữa là Formula. Vừa có chức năng thải độc mà vừa có chức năng bổ sung năng lượng và cân bằng. Cho nên là một lát nữa chúng ta sẽ nói ở bộ cân bằng. Tạm thời chúng ta có ba cái dòng này trước. Thì bây giờ chị Hương Giang có câu hỏi đúng không ạ? Chị Hương Giang có hỏi không ạ? Alo, em ơi tiếp đi, vừa nãy chị nghe nhiều quá chị quên mất câu hỏi rồi, tí nữa chị quay lại. Ok. Rồi, có câu hỏi là ghi xuống ngay nhá. Rồi tiếp đến chúng ta đến một cái dòng số 3 gọi là dòng cân bằng. Dòng cân bằng thì đơn giản ạ, chúng ta có sản phẩm người ta gọi là Syntro Vital. Syntro Vital là dòng theo nhịp sinh học, đây cũng là một đặc sản của chúng ta. Vital là vitamin, Syntro tức là cân bằng đồng điệu, đồng nhịp. Syntro Vital chúng ta có những cái sản phẩm như sau. Đầu tiên, Syn 2 là cân bằng lại nhịp sinh học cho não, giúp cho não có thể nhận biết được lúc nào ngủ và lúc nào thức. Ban ngày uống một viên màu khác, buổi tối uống viên màu khác, uống như trên hướng dẫn. Syntro Vital số 3 là cho tim. Tương tự, nó sẽ giúp bảo vệ nhịp sinh học của tim. Syntro Vital 4 là cho gan. Trong cơ thể của chúng ta, cái cơ quan mà phức tạp nhất, thực hiện chức năng phức tạp nhất là gan. Thải độc này cũng là gan. Điều hòa mỡ, điều hòa đường, điều hòa huyết áp, làm đẹp da đều là gan. Thế cho nên là gan là một cái cơ quan mà nó rất là dễ bị bệnh. Chúng ta cần phải yêu thương lá gan của chúng ta bằng cách là thải độc cho nó và điều hòa lại nhịp sinh học cho nó. Syn 5 là cho các cơ quan hô hấp. Syn 5 này rất là phù hợp với những cái thời điểm mà có dịch như thế này, mà hiện tại chúng ta bị hết hàng cho nên chúng ta sẽ dùng CoEN để thay thế. Syn 6 là cho khớp ạ. Tất cả những người mà bị cơ xương khớp, bị khớp, bị đau xương, chúng ta sẽ dùng cái Syn 6 ạ. Đặc biệt là cho khớp. Và chúng ta dòng Syntro Vital này cũng giống như là dòng khoáng ấy, thì chúng ta cũng dùng một năm chúng ta dùng 3 đến 4 lần, mỗi lần kéo dài 1 tháng, chứ chúng ta không có dùng liên tục. Anna có hỏi anh Phạm Hữu Minh là người đứng đầu thị trường Việt Nam, rất là giỏi về sản phẩm của chúng ta, thì Anna có hỏi là trên sản phẩm Syn này họ nói rằng là chỉ dùng khoảng 1 tháng rồi ngưng, rồi quý sau dùng tiếp, thì anh Minh có trả lời Anna là thực ra dòng Syn này có thể dùng 2-3 tháng liên tiếp cũng được. Tại vì là có những cái trường hợp mà cái cơ quan đấy nó bị thương tật nhiều quá thì chúng ta cần phải bổ sung cho nó. Và thậm chí khi Anna tăng cường chức năng thải độc ý, Anna uống cái Syn 4 này là Anna còn uống 2 viên double lên cơ. Không sao cả, người thật việc thật ở đây, chả sao hết, cho nên các bạn có thể yên tâm. Đây là thức ăn ở trên bàn ăn,
chứ không phải là thuốc. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, đấy là cái dòng Shinzo. Tiếp đến chúng ta có cái dòng nữa là dòng Trimega. Trimega Vital. Trimega Vital là chất béo ạ. Trimega Vital là chất béo tổng hợp những cái chất béo tốt cho cơ thể. Trimega Vital cũng có vài loại. Loại đầu tiên á, là Trimega Vital, một cái loại mà 264.000 này này, cái loại mà màu vàng này này. Loại này là loại vô cùng cần thiết để giúp cho mọi người có thể đẩy cholesterol xấu ra. Rất là phù hợp với những đối tượng bị tim mạch. Thường thì hay bị tiểu đường hoặc bị những cái triệu chứng về gan cũng dẫn đến cholesterol cao. Bởi vì như Anna vừa nói thì gan nó giúp điều hòa mỡ ở trong cơ thể của mình. Và cái này cũng giúp hạ, góp phần là hạ những cái huyết áp và giảm những nguy cơ hình thành huyết khối. Bạn phải hình dung nhá, chất béo trong cơ thể của chúng ta nó có một vai trò vô cùng to lớn. Và bởi vì là cái chữ béo của nó mà rất nhiều người đã không ăn. Chất béo nó giúp làm sạch cái dòng máu của chúng ta. Theo một nguyên lý là cứ dầu tốt vào thì dầu xấu sẽ được đẩy ra. Cho nên là anh chị em cần phải bổ sung cái dưỡng chất này. Nếu anh chị em mà dùng siêu vitamin thì trong siêu vitamin ấy đã có một viên Trimega rồi. Thế còn những người mà bị cao huyết áp này, bị mỡ máu này kia thì ngoại trừ dùng siêu vitamin, mình vẫn cần phải dùng thêm cái này nữa. Bình thường cái này là Anna hay hướng dẫn cho mọi người dùng khoảng 2 viên một ngày. Những cái trường hợp mà bị béo phì, mình cũng nên cho dùng cái này, vì những người bị béo phì là cholesterol trong máu họ cao lắm. Cái loại tiếp theo là màu cam này. Màu cam này ý, thì nó là cái sản phẩm mà làm chậm quá trình lão hóa. Màu cam này là caroten, các bạn cứ hình dung đến cà rốt ý. Beta caroten là một loại hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy rất nhiều ở trong cà rốt. Và chúng ta cũng sử dụng một ngày từ 1 đến 2 viên. Cơ thể của chúng ta thì bạn hãy cứ hình dung là cơ thể của chúng ta sẽ có lúc bạn cần dùng những cái dưỡng chất này và sẽ có lúc bạn cần đổi sang dưỡng chất kia. Thì bạn cũng biết là vitamin A tan ở trong dầu, và trong cà rốt có rất nhiều vitamin A đúng không? Cho nên là khi bạn dùng cái này thì nó vừa làm chậm quá trình lão hóa mà nó vừa hỗ trợ được cho mắt. Vitamin A rất là cần cho mắt. Tiếp đến là cái màu tím tím này này, là chất béo nhưng mà có dạng là lycopene. Lycopene là những hợp chất mà tìm thấy ở trong cà chua ấy. À, cho nên là hai cái loại này các bạn có thể luân phiên nhá. Caroten thì trẻ hóa và đồng thời bảo vệ cho mắt. Còn lycopene á, thì là trẻ hóa và đồng thời hỗ trợ cho tim mạch. Đấy, nó hơi khác nhau một tí. Khi có catalog, các bạn có những thứ này các bạn sẽ xem được hết. Các bạn yên tâm. Không phức tạp tí nào. Anna cần phải giới thiệu sơ qua cho anh chị em có thể hiểu được một vòng các cái sản phẩm. Tiếp đến là chúng ta có cái sản phẩm là Trimega Vital mà cho mắt. Cái này là nó rất là cần thiết với những người mà cần được bảo vệ tế bào thị giác như là võng mạc này, thủy tinh thể, chống lại những cái tác động của tia cực tím, hạn chế những cái tác động của gốc tự do lên cái niêm mạc của mắt. Và đồng thời chúng ta còn có một dòng nữa là dòng cho dị ứng ấy. Dòng với những người Trimega Vital mà dòng với những người bị dị ứng ấy, Anna đã từng dùng cái dòng này rồi, Anna rất là thích. Khi nào mà có dòng này về nhất định là phải mua để tích trữ. Uống vào là những cái phản ứng dị ứng nó gần như là được đẩy lùi hết vì nó giúp đẩy ra khỏi cơ thể. Đồng thời ở trong cái dòng này thì mình cũng biết là não bộ của chúng ta đến 60% là chất béo ở trong não bộ của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái dòng omega 3 mà cho trẻ con ấy, một lát nữa Anna sẽ dẫn đến đấy, thì nó cũng là một loại chất béo tốt cho não. Còn lại khi chúng ta sử dụng Neurovision, sử dụng những sản phẩm như Syntro 2 thì nó cũng là những sản phẩm tốt cho não. Rồi, cái dòng tiếp theo gọi là Healthy Rhythm. Các bạn có biết cái bài mà Rhythm of the Rain không ạ? Cái bài mà Listen to the Rhythm of the Falling Rain. Chắc là các bạn, rất là nhiều bạn nhớ cái bài này. Thì cái bài này á, là đó là nhịp điệu dưới mưa. Còn ở trong cơ thể của chúng ta nó có một chữ là Healthy Rhythm, tức là nhịp điệu của sức khỏe, nhịp điệu của chính các tế bào bên trong cơ thể của chúng ta. Healthy Rhythm sẽ giúp cho các bạn ngủ ngon hơn. Cho nên đối với những người mất ngủ, bạn sẽ sử dụng Healthy Rhythm kết hợp với cả maze và trà ngủ. Đấy, các bạn cứ tạm ghi vào maze và trà ngủ. Và Healthy Rhythm này là một phiên bản thấp của siêu vitamin. Trong trường hợp mà hết siêu vitamin, các bạn sẽ thay siêu vitamin bằng Healthy Rhythm cộng với cả một số những cái dòng box nào đấy mà bạn muốn. Formula 4 là một sản phẩm vừa thải độc mà vừa giúp bổ sung năng lượng.
Sản phẩm này là một sản phẩm rất là hay bởi vì nó giúp thải độc ở cấp độ nhân tế bào. Formula là một sản phẩm vô cùng cần thiết cho các bạn ở trong mùa dịch này. Và với formula nó không những chỉ thải độc mà những cái độc tố mà bạn không nhìn thấy được, và ngay cả những cái trường hợp như sau bạn cũng có thể cảm nhận được rất là rõ. Ví dụ như là thải độc khi mà bị say rượu này, thải độc khi mà bị ngộ độc thức ăn này, hoặc bạn có thể dùng viên formula này để ngâm rau củ quả và ngâm thịt, thì bạn sẽ thấy là đồ của ăn của chúng ta sẽ rất là sạch. Và formula là một trong những sản phẩm mà không thể thiếu được bên trên bất kể một cái bàn ăn nào. Những người mà bị cao huyết áp và dễ bị đột quỵ cũng nên dùng formula, vì trong này có cái hàm lượng vitamin C rất là cao. Và đặc biệt là tất cả những ai mà đang muốn trẻ hóa, đang muốn hạn chế những tế bào sai hỏng thì mình cần phải có formula ở trong thực đơn của mình. Đấy là Anna đã vừa đi hết cái dòng cân bằng. Có ai có câu hỏi gì trong dòng cân bằng này không ạ? Dạ vâng ạ, mời chị ạ. Chị đang thấy là tức là sản phẩm này chỉ có hai cái sản phẩm mà em nói là uống trước bữa ăn và sau bữa ăn thôi. Còn đâu tất cả những sản phẩm này thì mình sẽ uống trong ăn à? À, trong ăn tức ăn là như thế này. Trong ăn tức là mình vừa ăn xong miếng cuối cùng mình uống cũng được. Hoặc là mình đang ăn dở mình lôi ra mình uống cũng được chị ạ. Mình không để cách xa vì nó được tính là thực phẩm, chứ không phải là thuốc. Bởi vì là okay. Chị mới mà chị chưa biết là uống nó vào cái thời điểm nào là quan trọng nhất. Em hiểu. Okay, em. Rồi, tiếp đến là mình sẽ... Dạ vâng ạ, mình sẽ tiếp. Adam Nhất ơi, em có câu hỏi gì rất cần thiết không? Vì là thời giờ có rất ít. Nếu rất cần thiết thì em nói đi. Tại có trong nhóm anh có bạn Hào, bạn hỏi cái hai cái dòng hồi nãy á, thì dòng gì em? Có trong cà rốt với lại cà chua chị. Thì bạn kia là sao không ai em chị? Dạ. Sao? Truy Mega làm sao em? Bạn hỏi gì em? Thì bạn kêu là trong có thành phần của cà rốt và cà chua thì sao người ta không ăn sống mà người ta phải uống cái này? Cái đấy là thành phần chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong cà rốt và cà chua, là chị nói như thế để cho em biết. Thế còn cái mà lycopene ấy là nó được lấy từ dầu cá biển. Thế còn cái carotene ấy thì nó lấy từ một số dầu của một số loại hạt, trong đấy có hạt lanh. Trong một số những loại thực phẩm tự nhiên nó đều có cái hàm lượng chất chống oxy hóa này. Nhưng mà em có thể ăn được khoảng 4-5 cân cà chua để lấy được cái hàm lượng ở trong một viên này thì gần như mình không thể ăn được. Và không thể ngày nào mình cũng ăn được, bởi vì trong một cái trái cây đấy, trong cái loại đấy nó còn có thêm nhiều những thứ khác nữa. Và đôi khi là những cái thứ khác nó ăn nhiều quá nó làm hại đến cơ thể của chúng ta. Cho nên là đôi khi có những thứ chúng ta phải dùng ở dạng mà đã chiết xuất như thế này. Ok nhá. Câu đấy đơn giản. Tiếp tục, mình sang đến dòng thể thao. Có thể hôm nay chúng ta sẽ kết thúc hơi trễ một chút. Anh chị em nào mà cảm thấy quá mệt thì có thể là sau 10:30 các bạn có thể đi nghỉ. Còn không thì anh chị em hãy nỗ lực với Anna để chúng ta có thể đi hết được các dòng sản phẩm này. Đầu tiên đối với dòng thể thao mình có Whey Protein. Có thể nói là dòng thể thao thì riêng về dinh dưỡng thể thao của Nga là số 1 thế giới á. Và tất cả những cái vận động viên Olympic Thế vận hội của Nga đều nắm giữ những cái vị trí rất là cao, những cái giải thưởng rất là cao. Tức là thành tích của họ rất cao. Thì Whey Protein này là dạng bịch, và nó chia thành những cái bịch mà 500g một ấy. Dân tập chuyên nghiệp thì mình sẽ uống cái này, dân tập gym chuyên nghiệp thì mình sẽ uống cái này. Đó. Xin lỗi các bạn. Tiếp đến ạ. Là cái loại này là loại Anna đang dùng. Anna đang dùng cái loại protein mà được chia thành các túi sẵn như thế này. Cứ một hộp như thế này có khoảng 15 bịch và có giá là có cái sản phẩm cacao này thì giá là 463.000, còn hai sản phẩm này là giá cao hơn một chút. Thì có loại nào thì các bạn nên uống loại đấy. Và Anna dùng, vì Anna là người ăn chay cho nên là Anna dùng cái này thay cho bữa sáng. Và uống ngon nhất là uống với sữa hạt các bạn ạ, hoặc là ăn cùng với sữa chua là ngon nhất. Đó. Thay cho bữa sáng. Chúng ta đến với dòng thể thao là còn có những cái dòng mà vitamin đặc chủng dành cho dân thể thao mà một lần dùng thôi là các bạn đã mê tít rồi. Mega Essential. Mega Essential là cái vitamin dành cho thể thao. Ở đây có 120 viên, các bạn có thể uống thành một ngày 4 viên cũng được. Mega Essential nó có những cái vitamin mà đặc chủng dành cho dân tập luyện, những người mà tập luyện nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta cũng có một trainer là anh Maro. Thì đều biết rằng là những cái người mà vận động quá nhiều ấy thì buổi tối giấc ngủ của họ không có tốt.
họ hay bị giật mình và giấc ngủ không ngon vì là cơ bắp của họ không được thư giãn. Thì trong cái Mega Essential này nó có rất nhiều magie để giúp cho cơ thể của họ được thư giãn và họ ngủ ngon. L-carnitine là một cái chất mà giúp đốt cháy mỡ rất là tốt. Và với L-carnitine này thì để những ai mà đang có trong quá trình siết cơ ấy, các bạn có thể thấy, hoặc là những ai người muốn giảm cân thì mình sẽ uống trước khi mình tập luyện để cho tăng kích thích đốt mỡ trước khi tập luyện nhé. Glucosamine và chondroitin dòng thể thao là sản phẩm mà tất cả những người nào có vấn đề về cơ, xương, khớp đều nên dùng. Nó giúp làm giảm đau những cái tổn thương của khớp và nó trong quá trình mà vận động hoặc là bị chịu lực tải dài ngày, và ngay cả là giúp hồi phục được những cái sụn khớp lẫn là những cái tổn thương của cơ. Và những người lớn tuổi như mẹ của Anna 60 tuổi thì Anna cũng hướng cho dùng cái dòng này và chỉ dần còn dùng vài ngày thôi là đã hết đau rồi. Bác của Anna là 74 tuổi, không đi được, đau cơ đến mức độ không đi được mà uống sau một tuần là đi được rồi. Đó. Thế cho nên là những cái dòng này, hoặc là bố của bạn Trinh ở đây á, cũng đang online, là uống cái này có 2 ngày thôi là đã có thể cúi được xuống rồi, cúi được xuống mà tay chạm được đất. Cho nên đây là một trong những cái sản phẩm mà rất là hay, các bạn cần phải hướng dẫn cho các đối tượng họ về cơ xương khớp họ sử dụng. Nghe như thế thì thấy nó có vẻ hoang đường, đúng không ạ? Mình chỉ nên tin ở mức độ trải nghiệm thôi. Có thể nghi ngờ lời Anna nói, mà hãy tin ở mức độ trải nghiệm là dùng sản phẩm bạn sẽ cảm nhận được cái kết quả của nó. BCAA Complex là một trong những cái tổ hợp acid amin dành cho dân tập luyện. Ai mà có cái nhóm khách hàng này, bạn đưa cho họ là họ đã biết nó dùng để làm gì rồi. Và trong dòng dinh dưỡng thể thao này còn có một dòng mà Anna rất thích, đó là dòng Yogo. Yogo là một dòng sản phẩm mới, nó phù hợp với những cái người mà năng động. Cái Yogo protein này được dùng trong liệu trình giảm cân và thay thế cho bữa ăn. Nó không những có được cái dưỡng chất như là một bữa ăn, mà nó còn có thể giúp cho người ta tăng cường kích thích đốt cháy mỡ nữa, là cái này, Yogo protein. Yogo vị dâu. Yogo vị dâu thì là pH ấy, là nó giúp cho chúng ta có thể đốt được hết cái lượng đường dư thừa trong máu và từ đó thì đốt mỡ. Đó, và kết hợp giữa hai cái Yogo này cộng với trà tê và thêm một sản phẩm thải độc nữa là một combo hiệu quả dành cho việc giải độc tố cơ thể và giảm cân. Giảm cân rất là tốt, một tháng có thể giảm từ 4 đến 5 cân. Anna có cái liệu trình phối hợp, phác đồ phối hợp giảm cân. Anna có chế độ ăn dành cho người giảm cân, dành cho tất cả các bạn. Tất cả các tư vấn viên mới đều được chuyển giao cái đấy. Đó là cái dòng về dinh dưỡng của chúng ta. Đây là một trong những dòng mà Anna rất là thích, ngày nào tôi cũng dùng hết và càng dùng thì tôi càng yêu. Tôi mới nói rằng là đây là một trong những cái dòng vô cùng đặc biệt, là Siberian có một cái đặc điểm là dòng nào của nó cũng có kết quả của các bạn ạ. Chúng ta sang một cái nữa là dòng cho trẻ em. Trẻ em con của chúng ta, mình cũng rất là muốn tăng sức đề kháng cho các con. Các con có hai sản phẩm có thể sử dụng được là Vitamama Sweet là tăng sức đề kháng. Một lọ này quá là rẻ và các con có thể dùng được, như con của Anna bình thường người ta khuyến khích là dùng khoảng 6 đến 7 viên một ngày. Mà bé như Anna trong những cái thời điểm mà có dịch như thế này thì Anna cho dùng tới 20 viên một ngày luôn. Mình tăng cường sức khỏe cho các con trên 3 tuổi có thể dùng được rồi. Nữa là Vitamama Omega 3. Đây chính là cái sản phẩm mà tăng cường cái Omega 3, tức là chất béo tốt dành cho phát triển trí não của trẻ này, đồng thời giúp cho bôi trơn cái mắt ý. Tại vì mắt của trẻ xem iPad, TV nhiều và đồng thời là giúp bôi trơn những cái hệ khớp của trẻ nữa. Và phụ nữ mang thai cũng có thể dùng để tăng cường được cái dưỡng chất là DHA đến với cả não bộ của thai nhi. Đồng thời trẻ cũng có một số sản phẩm mà sữa tắm cho trẻ, giống như là bé nhà Anna thì đang dùng cái loại này. Chúng ta sang một dòng số, cái dòng có thể là dòng cuối cùng, là dòng spa. Dòng spa thì trước tiên là dòng môi mặt trước. Đây là dòng tinh chất, nó giúp cho cơ mặt chúng ta có thể làm săn chắc da mặt rất là tốt. Và bây giờ hình như đang có một cái loại mà Anna không nhớ là 30 cộng hoặc là 40 cộng ấy. Bạn có thể mua cái này về để test sử dụng làm đẹp hàng ngày. Làm mặt nạ cũng rất là tốt. Tiếp đến là những cái dòng để làm sạch da. Cái này là sữa rửa mặt này. Cái này là mặt nạ này, giảm nhăn này. Cái này là dầu để loại bỏ tế bào chết này. Cái này là cái sữa làm sạch da mặt chuyên sâu này là dạng lotion. Một tuần mình dùng 1 đến 2 lần. Mùi hơi giống mùi thuốc bắc một xíu. Cái này là dầu dùng để rửa mặt. Và cái này là nước micelle tẩy trang. Như Anna thì Anna rất là thích cái nước micelle tẩy trang và cái sữa làm sạch da mặt chuyên sâu này. Anna
có sản phẩm micelle này là mình cứ dùng mỗi ngày, và khi dùng mỗi ngày á, thì cái lỗ chân lông của mình nó mới được lấy hết tất cả những bụi bẩn ra thì nó mới xe khít được. Và những cái sản phẩm này nó chỉ có từ 200.000 cho đến 260.000, cho nên là nó quá rẻ để cho các bạn có thể trải nghiệm hết cả một bộ này. Hiện tại có sản phẩm nào các bạn dùng sản phẩm đấy. Cái bộ tiếp theo được gọi là bộ kem kim cương. Anna yêu cái bộ này vô cùng các bạn ạ. Bộ kem kim cương. Bộ kem kim cương này gồm hai sản phẩm là serum và kem dưỡng. Serum này này và kem dưỡng. Cái giá của nó là 990.000 cho một lọ, tức là chưa đến 2 triệu. Nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta trẻ hóa và thay mới tế bào cực kỳ nhiều. Ví dụ một chu kỳ thay mới da của chúng ta ở độ tuổi mà khoảng 35 tuổi trở lên rồi ấy, thì nó khoảng 45 ngày. Nhưng mà khi mình dùng cái này thì nó tăng cường cái quá trình mà thay mới da rất là nhanh. Và từ đấy mà da, làn da của các bạn được hồi phục. Dòng này của chúng ta là dòng thiên về trẻ hóa và hồi phục. Nếu bạn nào mà muốn chữa nám này, nám là cái thứ khó nhất, thì bạn sẽ phải dùng sản phẩm gồm cái bộ thanh lọc và bộ mà trẻ hóa ở dạng uống, cộng với cả cái bên ngoài này khoảng từ 9 đến 12 tháng thì các bạn sẽ hết được nám. Anna đã gặp rất nhiều tư vấn viên của Siri là trước là nám đen kịt hai cái mặt này mà sau đấy hết. Thì ở đây chúng ta cũng có một số chuyên gia spa thì các chị cũng sẽ biết rằng là chữa nám là một cái quá trình không đơn giản, và chỉ có quá trình mà điều chỉnh cả bên trong kết hợp với cả bảo vệ bên ngoài thì mới có thể giúp chúng ta có thể khỏi được, thoát ra khỏi được cái sự hành hạ của nám thôi. Rồi, tiếp đến. Đây là những cái sản phẩm chăm sóc da khác mà nó rẻ hơn. Kem dưỡng ban ngày ban đêm gần 500.000, và có cả sản phẩm kem dưỡng vùng mắt là 300. Anna cũng đang dùng cái kem dưỡng vùng mắt này. Chúng ta có thêm một dòng nữa là dòng gọi là dòng huyền thoại balsam. Đây là gel dưỡng da cho bàn chân, hiện tại đang hết hàng cho nên Anna chỉ đưa các bạn xem thôi. Ồ, đây. Cái combo này là combo các bạn phải mua về này, nước xúc miệng. Đặc biệt là nó có khả năng kháng khuẩn cho nên là các bạn hoàn toàn có thể xúc miệng trong cái giai đoạn mà có dịch. Còn riêng kem đánh răng của Siri, bạn đánh sẽ không bao giờ bạn bị mảng bám trên răng. Đánh xong 3 ngày là đã thấy mảng bám trên răng của chúng ta bay rồi, và nó không có flaw, nó rất là tốt. Hiện tại đang có kem đánh răng đã từng bị đứt hàng 6 tháng. Để lại một cái sự luyến tiếc ở trong lòng của tư vấn viên. Bây giờ đang có hàng, các bạn cần phải mua cái này về dùng cho gia đình của mình. Vừa có điểm, mình lại vừa được dùng sản phẩm tốt. Và Anna tin chắc rằng bạn chỉ cần dùng thôi là bạn không bao giờ muốn dùng những sản phẩm khác nữa. Rồi, những cái bộ 4 sản phẩm này là 4 cái sản phẩm rất là hay. Sữa chăm sóc da đầu là dành cho mình bôi trên da đầu sau khi mình tắm xong ấy. Nó sẽ giúp cho mình có thể là bỏ được những cái gầu, mảng bám của gầu ở trên đầu. Đồng thời ai mà bị đau đầu ấy, mình có thể massage ở trên đầu này, mình sẽ thấy nó rất là dễ chịu. Gel xoa cơ thể này, cái mà repair gel này nó nhỏ xíu này, thì bạn chấm lên những cái cồi mụn, cái mụn mà chưa được gom cồi, hoặc những cái vết côn trùng cắn. Như Anna dùng cái repair này để làm mặt nạ buổi tối. Một tuần Anna làm mặt nạ từ 1 đến 2 lần để giúp cho những cái mụn nó có thể được đẩy lên và được khô cồi. Cái màu nâu nâu này là kem xoa dành cho những người bị đau xương khớp và cơ ấy. Đó, giá rất là rẻ và hiệu quả cực kỳ luôn. Bôi 1-2 lần là cảm nhận được hiệu quả liền. Dầu balsam là một cái dòng sản phẩm nổi tiếng của chúng ta. Khi nhắc đến Siberi thì đặc biệt phải nhắc đến cái dầu balsam này. Bây giờ đang bị hết hàng. Anna rất mong là cuối tháng 4 hàng có thể về được. Dầu balsam cũng là một trong những dòng sản phẩm mà về khoảng 40.000 hay 50.000 chai thì cũng hết luôn trong vòng một ngày. Cho nên là tư vấn viên là phải lưu ý đánh dấu sao năm sau ở đây. Khi có dầu balsam phải mua liền, không có hết hàng. Ok. Và dầu balsam nó có nhiều công dụng lắm ạ. Anh chị em có thể hỏi thêm upline của mình. Dầu balsam này nó còn khi mà bôi trên cơ thể của trẻ á, thì nó sẽ giúp cho trẻ đỡ sốt rất là nhanh. Rồi Anna đã từng bị viêm đau sưng hai cục amidan, nói nhiều quá. Anna uống một ngụm dầu balsam, dầu bên ngoài mà uống và ăn được nhá. Uống một ngụm dầu balsam là ngày hôm sau bình thường luôn, lại hót lại được líu lo như chim. Hoặc là những cái vết thương hở, những vết mũi cắn, mình đều có thể bôi vào. Khả năng cầm máu của dầu balsam cũng rất là tốt. Và khi mình bôi bột ra dầu balsam lên những cái da mà bị tổn thương, nó gần như không để lại sẹo. Ví dụ như da của Anna, bây giờ mình cũng không ngờ nó có thể hết được, mà bây giờ nó đã hết đến khoảng 80% rồi. Là một cái thứ rất là mừng.
Đó. Và đấy là những cái sản phẩm của chúng ta là đang có sẵn. Ngoài ra Anna xin giới thiệu sơ qua một số dòng sản phẩm mà nó sắp về. Đây là cái dòng mà chăm sóc da dành cho tuổi teen sắp về, rất là dễ thương. Đó. Và giá cũng rất là dễ chịu luôn. Đây. Những cái dòng này cũng chính là những cái dòng cũng rất là dễ bán. Sắp về, Anna rất là mong bạn thấy decor đẹp không ạ? À, đây là cái dòng spa. Dòng spa này chúng ta đang có nhá, gồm có kem dưỡng da tay, giá rất là rẻ và còn làm giúp là đẩy được những cái đồi mồi ở trên da tay nữa. À, dòng spa. Đây chúng ta có cái dòng spa là chúng ta có các cái loại sữa tắm này. Đây, dòng spa này là gồm có 3 sản phẩm đang có và các bạn dùng là các bạn sẽ yêu sản phẩm, yêu trọn đời luôn. Đây là cái mà tẩy tế bào chết toàn thân. Đó, có 2 loại nhá. Và cái này là sữa tắm, cái này là dưỡng thể. Các bạn hãy mua về để mà cảm nhận. Đấy, như Anna là luôn luôn có. Đây là dòng cho nam giới, sắp về, dự tính là khoảng tháng 4 là sẽ về. Đây là dòng dầu gội mới của chúng ta và mặt nạ cả cho tóc nữa cũng sắp về. Và đây là một cái dòng mặt nạ rất là cute dễ thương, combo 4 màu sẽ về trong thời gian tới. Và đây là những cái sản phẩm mà rất được chờ đón và chắc chắn là những anh chị em mà chăm chuyên về làm đẹp sẽ rất là thích những cái dòng sản phẩm này. Và như vậy thì Anna đã đi qua được cơ bản tất cả những dòng sản phẩm của Sibri với những cái sự kết hợp sản phẩm với nhau như thế nào để anh chị em có thể đưa ra được một kết quả tốt nhất, thì Anna đã có sẵn một cái gọi là cái thực đơn combo kết hợp với nhau như thế nào và sẽ được chuyển cho các anh chị em, được các tư vấn viên apply chuyển cho các anh chị em những thực đơn dinh dưỡng đi kèm thế nào. Anna cũng đã chuẩn bị rồi. Bây giờ ấy, trong vài phút cuối thì trước tiên là có câu hỏi gì không? Nếu các bạn hỏi xong Anna thì Anna sẽ hướng cho các bạn những bộ sản phẩm nào mà từ 1 đến 3 ngày có hiệu quả, bộ nào mà sau 1 tuần có hiệu quả. Và đấy là những cái bộ mà chúng ta nên tập trung, chúng ta kinh doanh, chúng ta đẩy bán bây giờ này. Và đồng thời những cái sản phẩm mà giúp tăng sức đề kháng. Thì anh chị em có câu hỏi dành cho 2 câu hỏi trước rồi Anna sẽ đi đến cái phần kết luận đấy. Ồ, hay quá, không có câu hỏi gì. Tức là cái quá trình mà học sản phẩm trên Zoom này cũng diễn ra khá là suôn sẻ đúng không ạ? Tốt rồi, tốt rồi. Bây giờ Anna sẽ đi đến cái dùng sản phẩm nào thì nó sẽ có hiệu quả nhanh nhá. Đầu tiên này. Chờ Anna một chút. Rồi, trước tiên là cái dòng sản phẩm mà tăng sức đề kháng. Tôi viết hơi xấu một tí. Dòng sản phẩm tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch là cái dòng mà chúng ta đang rất là cần thiết phải sử dụng bây giờ. Immunobox hiện tại chúng ta đang hết. Chúng ta đang có Coen và Coen thì một lúc Anna đã nói với các bạn rồi đúng không ạ? Tiếp đến là chúng ta đang có trà Amin, là cái trà hô hấp. Trà này sẽ giúp bắt những cái bụi bẩn cũng như là những cái vật lạ ở trong không khí. Chúng ta có Lymphosan hay còn gọi là Shopben mà có 3 loại. Lúc Anna nói với các bạn ấy, làm sạch đường ruột và làm sạch luôn cả cái hệ miễn dịch của chúng ta. Chúng ta có Formula và bộ ba thanh lọc là những sản phẩm mà giúp đẩy tất cả những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Chúng ta có Sinam. Sinam là cho hệ hô hấp, sản phẩm này đang hết. Ngoài ra chúng ta có siêu vitamin. Siêu vitamin không có, chúng ta thay bằng Healthy Rhythm kết hợp với một cái loại box nào đó. Và cho đàn ông chúng ta có Men's Box cộng với kẽm. Anna viết hơi xấu một chút mà vừa nghe vừa nhìn thì nó sẽ dễ hơn. Đây là những cái sản phẩm tăng cường miễn dịch. Và trong số này một sản phẩm mà rất cần thiết, số 1 đó là Coen. Tiếp theo là bạn cho người ta cái trà. Và tiếp theo nữa, bèo nhất là phải hướng dẫn người ta dùng được Shopben và Formula. Đó, đấy là những sản phẩm các bạn phải cung cấp cho được cho khách hàng, giới thiệu cho khách hàng để khách hàng biết. Vì bây giờ là cái tình dịch bệnh nó đang rất là diễn biến rất là phức tạp và trong vòng từ giờ cho đến
khoảng đầu tháng 4 là cái khoảng thời gian mà bạn cần phải hướng dẫn cho khách hàng cái này rất là kỹ. Và bây giờ công ty đang hỗ trợ là chúng ta sẽ đặt hàng bằng cách là gì? Chúng ta đặt hàng, nếu mà từ Đà Nẵng đổ ra chúng ta đặt ở Hà Nội, từ Đà Nẵng đổ vào chúng ta đặt ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đấy chúng ta đặt ship giao tận nhà. Đặt ship giao tận nhà các bạn ạ. Đó, trả thêm một chút ship nữa là các bạn có thể không cần phải di chuyển cũng có thể có hàng đến rồi nhá. Còn nếu bạn ở chính Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh bạn muốn nhanh thì bạn có thể chạy ra công ty để mua. Rồi, tiếp đến. Bây giờ Anna sẽ viết cùng với các bạn một số những cái dòng sản phẩm mà bạn sẽ có công dụng rất là nhanh. Đây, một số dòng sản phẩm mà các bạn sẽ có công dụng rất là nhanh. Anna xin viết đầu tiên là công dụng cảm nhận. Sau từ 1 cho đến 3 ngày. Đấy, chúng ta bán cái này này thì chúng ta mới nhanh làm cho khách hàng có niềm tin và chính bản thân chúng ta cũng có niềm tin. Một á, là call end, công dụng ngay sau 1 đến 2 lần sử dụng. Hai là trà Amin cộng với các loại trà khác. Tất cả các loại trà, mặc dù là nó là cái sản phẩm vô cùng rẻ mà nó là sản phẩm làm sản phẩm dẫn rất là tốt, mọi người đều có thể cảm nhận được ngay hiệu quả của nó nếu mà bạn cho họ uống double lên là pha 2 gói vào 200ml nước. Cái số 3 là kem đánh răng, 3 ngày là có hiệu quả ngay. Cái số 4, tình yêu của Anna, Neurovision. Các bạn ạ, nếu mà có một sản phẩm duy nhất cần phải cho khách hàng sử dụng, một sản phẩm duy nhất cần phải cho khách hàng sử dụng, giới thiệu một sản phẩm thôi thì tôi gọi đó là Neurovision. Neurovision, hãy nhớ cái từ khóa này, Neurovision. Vừa làm cho khách hàng yêu quý các bạn trọn đời mà vừa cho các bạn có nhiều doanh số. Thứ 5 là dầu balsam, khi dầu balsam về. Thứ 6 là Formula 4. Formula 4 có nhiều công dụng, nhưng ở đây mình nói đến cái công dụng mà thải độc rượu. Tức là ai mà đi uống rượu trước khi uống mà uống khoảng 5 viên, rồi sau khi uống rượu về mà uống thêm 5 viên nữa thì gần như là không cảm thấy bị mệt mỏi bởi cái cồn, nữa là bị ngộ độc thức ăn. Đối với trường hợp mà ngộ độc thức ăn ấy thì nói là như thế này, nếu bình thường ấy mà chúng ta lỡ may chúng ta bị ăn cái gì lạ và bị đau bụng ngộ độc thức ăn thì ngay cái lúc đấy bạn uống sẽ uống 5 viên. Sau đó khoảng 3 tiếng sau bạn uống thêm 5 viên nữa, formula nữa thì bạn gần như là bạn hết luôn. Hoặc là formula trong cái những cái tình huống mà ngâm đồ ăn ấy, ngâm rau quả. Hoặc là ngâm cả thịt nữa, thịt heo ấy. Đấy, thì khi bạn luộc lên bạn thấy cái mùi vị nó thơm như là cái thịt heo ngày xưa ấy. Cái này em Trang Đoàn, em có Trang Đoàn có trên Zoom, em Trang Đoàn có một cái cảm nhận rất là tốt về cái này. Anh đang tìm xem là còn cái sản phẩm gì nữa. Có anh chị em nào còn nhớ là sản phẩm nào mà có kết quả ngay sau 1 đến 3 ngày, có thể là bật micro lên nói giúp Anna với ạ. Bật micro lên nói giúp Anna với ạ, nếu anh chị em nào nhớ. Rồi, đấy là những cái sản phẩm mà bộ ngủ nữa chị. À, bộ ngủ đúng rồi, cảm ơn Phương. Bộ ngủ là gồm có là trà ngủ này, cộng với Healthy Rhythm, cộng với cả Maze. Rồi, các bạn hãy nhớ là chúng ta đang có Healthy Rhythm cho nên chúng ta dùng Healthy Rhythm. Nếu lỡ mà hết Healthy Rhythm thì các bạn có thể thay thế bằng Sin 2 hoặc là Sin 3. Yên tâm, em có record cái này lại chị Hương Giang ơi. Em viết để em record lại cho mọi người. Ok, à, hết rồi đúng không Phương ơi? À, thế à. Rồi, tiếp đến. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái gọi là công dụng sau 1 tuần. Còn gel xương khớp đó chị. Gel xương khớp à? À, các loại gel, đồ balsam và các loại gel. Rồi, gel khớp. Rồi. Với lại em thấy có stress relief nữa chị. Ờ, chính xác. Rất thông minh. Stress relief. Đó. Mà Neurovision mình bán nhiều hơn. À, những cái đối tượng vui vẻ ấy, họ dùng xong là họ chuyển đổi thành kinh doanh luôn. Còn cái đối tượng mà đang còn đau khổ, họ dùng xong thì họ sẽ muốn giới thiệu sản phẩm đấy để giúp người khác giải quyết được cái sự đau khổ bởi stress thôi. Đấy, các bạn hãy tập trung vào Neurovision nhiều hơn nhá. Rồi, công dụng sau 1 tuần là chúng ta có, đầu tiên là bộ giảm cân. Trời đất ơi, bộ này sẽ giúp các bạn giảm cân rồi. Dùng hết mất thôi đúng không? Yêu chết đi được ấy. Đây, chúng ta sẽ có bộ giảm cân. Bộ giảm cân của chúng ta là chúng ta sẽ dùng yogurt protein. Anna đã có lên liệu trình các bạn rồi, thay cho bữa sáng. Và không phải chỉ là mình
chỉ là mình đối tượng giảm cân nhá. Mà tất cả chúng ta, các bạn lưu ý này, trong cái lúc mà có dịch như thế này, tất cả chúng ta đều nên thay một bữa ăn, bữa sáng ở trong ngày bằng loại protein của Siberia hoặc là Yogo. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một bữa ăn mà giá ra, tính ra của nó là khoảng từ 30 đến 40 nghìn tùy loại, và nó đầy đủ tất cả các dưỡng chất cho chúng ta. Bữa sáng là bữa quan trọng và cần đầy đủ dưỡng chất. Còn cái bữa ăn sáng mà bạn hay ăn phở hay là hủ tiếu hay là bánh mì hay là gì đó, nó không đầy đủ dưỡng chất các bạn ạ, nó không đầy đủ một tí nào. Và mình đang cần dưỡng chất để tăng sức đề kháng, cho nên đây là một trong những thứ mà mình cần phải giới thiệu cho mọi người uống. Ngay cả những cái người mà muốn trẻ hóa ấy, giống như Anna này, đã từ rất lâu rồi tôi chỉ ăn có một bữa cơm nấu thôi. Nếu tôi ăn đến bữa thứ hai tôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Thế tôi hay uống là một buổi là sẽ uống những cái món protein, một buổi là ăn cơm và buổi còn lại là ăn rau củ quả. Đây, buổi chiều hôm nay là hơi lỡ hẹn là đã có rau củ quả rồi mà chưa kịp ăn, cho nên là lúc nãy đã vội uống một cái protein. Tức là protein, với những người ăn chay thì người ta có thể uống, và có vận động cũng có thể uống một đến hai buổi. Mình sẽ dùng yogurt, UH là yogurt vị dâu ấy, để mà đốt hết tất lượng đường dư thừa trong máu. Mình dùng trà tê cộng với, bạn nên cho người ta một cái thải độc. Thải độc thì mình có thể cho bộ ba thanh lọc. Với những người mập mập, còn ai mà lười quá hoặc là ít tiền thì mình khoan, hãy dùng bộ thải độc. Cái thứ hai mà có hiệu quả ngay sau một tuần đấy là siêu vitamin. Đây cũng là một tình yêu của Anna mà nó đang bị hết hàng, cho nên là bạn có thể thay thế bằng Healthy Rhythm mà cộng với một cái loại box, ví dụ như là Maba, ví dụ như là Moonstock. Đó. Cái này bạn hỏi tư vấn viên, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách và bạn luân chuyển. Cái thứ ba là sinh lý nam. Trời đất ơi, riêng sinh lý nam này tôi đảm bảo là họ sẽ cảm nhận ngay được sau một tuần nhé. Còn anh nào mà khỏe lắm ý, thì sẽ cảm nhận sau hai tuần. Đây, sinh lý nam chúng ta sẽ có men bóc cộng với kẽm. Kẽm là ZN ấy. Nếu mà anh ta lâu lâu không lên, mà lên thì không lâu ấy, thì mình sẽ cho kết hợp với cả Boonspock. Tại vì cái dòng máu cần phải làm sạch thì tín hiệu nó mới đi nhanh được. Còn nếu anh ý mà cứng nhưng mà cứng không có lâu ấy, tức là có thể cương cứng được nhưng mà không lâu, các bạn nữ đang cười, thì chúng ta sẽ cho dùng Energy Box. Anna đã có hết rồi mà, Anna ghi đấy các bạn. Bộ tiếp theo nữa là cái sinh lý nữ ấy, tức là cảm nhận được ngay sau một tuần khi bạn cho dùng tổ hợp là Beauty Box cộng với cả Chronolong cộng với cả Vita Germanium. Đấy, nếu mà cái này mà bạn có thể kết hợp thêm cả một cái dòng sản phẩm, đây Anna cộng thêm cả một cái sản phẩm dạng box bên ngoài như là Mama Box hoặc là Siêu Vitamin hoặc là Neurovision thì số rách luôn. Ngay cả sinh lý nam cũng thế. Trên này mà có được thể được thì mình hãy dùng cho họ Neurovision. Đấy, Anna có hết rồi mà, Anna ghi vào đây. Đồng thời là những cái trường hợp mà bị viêm ở phụ nữ ấy ạ, những triệu chứng viêm, viêm phụ khoa ấy, nó thẳng ra thế. Viêm phụ nữ, à, phụ khoa. Trước khi mà ngày xưa có Immunobox thì mình dùng Immunobox. Bây giờ không có thì mình dùng Core-N. Được chưa ạ? Cộng với nữa là gì? À, mình có thể sử dụng cái Softband. Có một cái thứ mà bạn cần phải lưu ý là đường ruột của chúng ta mà không khỏe thì không bao giờ mà sinh, gọi là sức đề kháng của chúng ta tốt. Cho nên là chị em phụ nữ mà hay bị viêm nhiễm phụ khoa thì đường ruột cũng kém luôn. Có những cái người mà người ta chả hiểu sao, người ta cứ bị viêm cơ. Thế khi người ta sử dụng những sản phẩm này rồi thì người ta sẽ được tăng cường rất là nhanh. À, nếu mà dùng thêm cả Formula thì là còn tốt nữa. Formula 4 còn tốt nữa. Rồi, à, còn cái gì sau một tuần nữa nhỉ? Hô hấp với lại xương khớp vậy chị? Ờ, giỏi. Xương khớp. Cơ xương khớp. Cơ xương khớp này là trong điều kiện các bạn dùng cái combo step up cộng với cả glucosamine. Glucosamine. Mà dòng thể thao ấy, ít nhất là hai sản phẩm này là các bạn phải dùng được. Còn tốt nữa thì các bạn sẽ dùng thêm với cả Softband mà dành cho khớp ý, cộng thêm cả cái gel khớp để bạn bôi. Ok chưa? Rồi, còn hô hấp ấy thì nó có rất là nhiều loại. À, nếu như mà bạn muốn tăng cường miễn dịch
cảm nhận sau 1 đến 3 ngày thì CoreN sẽ cho các bạn ngay lập tức. Còn nếu ai mà bị như kiểu viêm xoang rồi suyễn rồi viêm mũi dị ứng này kia thì nó sẽ cần thời gian dài hơn đấy. Phải 2 tháng đấy, công dụng sau khoảng 1 tháng đến 2 tháng là tất cả những cái loại mà hỗ trợ điều trị những cái bệnh mãn tính. Tiểu đường, tim mạch, huyết áp. À, tôi biết rồi, cái sản phẩm mà sau 1 tuần còn có một sản phẩm nữa là bộ kem kim cương. Tôi có thể khẳng định nếu như các bạn đã từng dùng những cái bộ sản phẩm mà hai cái lọ kem như thế này, một lọ serum và một lọ kem dưỡng như thế này, Anna đã từng dùng những cái combo mà khoảng 6 triệu đến 8 triệu cho một bộ hai cái, hiệu quả không cao bằng sản phẩm của chúng ta chỉ có 2 triệu. Tôi thấy trên thị trường nó thua mỗi SK2 thôi các bạn ạ. SK2 là 20 mấy triệu một bộ, như chị Lệ chị dùng ấy, đâu phải ai cũng có cái khả năng dùng như thế đúng không? Đây là những cái bộ sản phẩm mà các bạn có cảm nhận ngay lập tức. Và bây giờ các bạn cần phải hiểu là doanh nhân thì sẽ dùng cái gì? Doanh nhân sẽ dùng cái gì? Những người kinh doanh sẽ dùng cái gì? Những người doanh nhân, những người kinh doanh, những người khỏe mạnh, khỏe mạnh, kinh doanh thì dùng cái gì? Số 1, Neurovision. Bất di bất dịch. Tại vì chúng ta sẽ trên đường đua của chúng ta sẽ cần nhiều Neurovision lắm. Đến giờ này mà tôi vẫn nói tràn đầy năng lượng, từ nói từ sáng đến bây giờ là nhờ Neurovision đấy. Cái thứ hai là siêu vitamin. Hết siêu vitamin bạn sẽ thay bằng healthy nhá. Rhythm. À, lúc nãy Anna có nói rồi đấy. Healthy Rhythm cộng với một cái dòng box cụ thể. Rồi, cái số 3 là Vita Zecmanium. Ngày 2 viên, cái này là nhất định phải dùng. Cái số 4 là Formula. Cái này là sẽ phải là 2 viên trên ngày. Đấy. Như thế này là đủ để cho các bạn khỏe mạnh rồi. Và trong mùa dịch thêm một cái nữa. Trong mùa dịch các bạn cần phải thêm một cái nữa là CoreN. Đó là những thứ mà chúng ta sẽ dùng. Những thứ chúng ta sẽ dùng. Những thứ người đầu tiên vào đây dùng là bộ này. Thế còn tùy những cái thứ mà người ta muốn mà mình có thể thay thế. Ví dụ bạn có thể giảm một nửa cái đơn này xuống còn 2,6 triệu và ra được một số bộ cho nam và nữ. Những cái bộ cho nữ này, sinh lý nữ này, làm đẹp da này, hoặc là bộ cho nam này thì nó rơi vào khoảng chừng 2,6 triệu và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Đây chính là những cái sản phẩm mà các bạn cần phải nhớ tóm cổ lại ở trong cái buổi training sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, bây giờ Anna sẽ xếp lại cái này tại vì các bạn sẽ cần có nó đúng không? Rồi bây giờ Anna sẽ stop sharing nha. Rồi ok, bây giờ đã là 10:50, có ai có câu hỏi gì không ạ? Cảm ơn các bạn, 42 anh chị em vẫn đang còn ở trên Zoom một cách đầy đủ. Chứng tỏ sản phẩm của chúng ta nghe hấp dẫn đúng không ạ? Hãy tin ở mức độ trải nghiệm các bạn ạ. Nào có anh chị em nào có câu hỏi nào không ạ? Để chúng ta hỏi trước khi chúng ta kết thúc. Ồ, chị Đinh Thủy có một cái bụng xinh quá. Với các bạn mà đã đến đây mà các bạn hiểu được thì thực sự là phải nói rằng Anna đã rất là lo lắng khi mà Anna chuyển đào tạo về sản phẩm ở trên Zoom. Thì mình sợ rằng là mình không gặp nhau trực tiếp mình rất là khó để nói được. Trong cái mùa dịch này, cái nhiệm vụ của chúng ta là các bạn cần phải đi giới thiệu những cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng giống như là Anna đã show lên màn hình cho các bạn. Tất cả những sản phẩm tăng sức đề kháng đấy, đơn giản nhất là CoreN và Formula 4 là các bạn cần phải giới thiệu được cho khách hàng. Tất cả tư vấn viên cần phải trang bị CoreN cho bản thân mình cùng với những thành viên trong gia đình của mình. Đấy là điều bất di bất dịch. Đấy là điều mà đấy là thể hiện trách nhiệm của chúng ta. Còn nếu bạn nói là bạn không có tiền thì bạn hãy giới thiệu, chia sẻ hay đơn giản dùng thẳng một từ xôi thịt là bán cho 5 người để bạn có thể có được một phần mà dùng miễn phí cho cha mẹ của mình, cho chính bản thân mình. Ngoài ra, trong lúc mà các bạn kinh doanh như thế này thì các bạn hoàn toàn cần phải trang bị cho bản thân mình rất là nhiều những cái sản phẩm mà giúp các bạn tăng cường được cái năng lực hoạt động của cơ thể. Và trước khi mà Anna vào kinh doanh, tôi vừa nhìn thấy hệ thống S69 có tham gia. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường. Khi mà Anna có tham gia thì anh Cường ấy, tôi là chuyên gia mà. Thế cho nên là anh Cường anh ấy phủ đầu tôi bằng cách như thế này. Tôi gọi điện, tôi giới thiệu về bản thân mình, tôi giới thiệu những gì tôi đang có thì anh ấy bảo là trong hệ thống này ai mà làm tiến sĩ với cả làm chuyên gia thì đi chậm lắm, chẳng ai có ô tô cả. Còn học hết lớp 3, học hết lớp 8 thì có ô tô thì em muốn chọn cách nào? Tôi bảo đương nhiên em muốn chọn cách nhanh.
Sau đấy đến khi mà anh ấy giới thiệu về, anh ấy giới thiệu tôi dùng sản phẩm ấy, thì tôi bảo là em có thể tự chọn các sản phẩm cho mình. Và anh ấy nói với tôi rằng là em có thể chọn theo cách của em thì nó sẽ chậm, niềm tin của em sẽ chậm và em bắt đầu kinh doanh chậm, hoặc em sẽ chọn theo cách của anh thì em sẽ cảm nhận nhanh, niềm tin nhanh và em kinh doanh nhanh. Thì em cảm nhận, à, em chọn cách nào? Thì tôi bảo thì chọn theo cách của anh, mặc dù trong lòng tôi hơi ấm ức một tí. Thế mà tôi vẫn dùng hai sản phẩm là Neurovision và Siêu Vitamin. Và thời điểm đấy anh Cường chỉ cho tôi dùng hai sản phẩm đấy, tôi chưa cần nói đến những cái siêu phẩm khác. Và với hai sản phẩm đấy thì tôi đã có thể hoạt động được từ sáng đến tối rồi. Và thêm một cái là lúc đấy tôi bị đau dạ dày hơi nhẹ một chút, bởi vì tôi lo tiền quá. Và chỉ sau một tuần thôi là tôi hết đau luôn. Đó là những cái thứ mà sản phẩm của chúng ta có thể làm được. Và từ lúc đấy đến giờ là 6 tháng rồi, tôi chưa bao giờ còn xuất hiện mảy may thêm một cơn đau nào lại nữa. Thế đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải nói chuyện với nhau cho vào những cái phút cuối này. Bạn cần phải chăm sóc sức khỏe, bạn cần phải chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân bạn, cho bố mẹ bạn, cho anh chị em gia bạn, cho chồng vợ bạn và cho con của bạn, trước khi bạn nghĩ đến cái việc là bạn sẽ chăm sóc sức khỏe cho những cái người ở bên ngoài kia. Và chúng ta đang có trong tay những sản phẩm mà vừa tốt vừa rẻ, cho nên là chúng ta cần phải thiết kế sản phẩm cho mình. Một trong những cái lý do để cho cái ngành network marketing này tồn tại, một điều kiện cần, điều kiện đầu tiên để cho cái ngành này tồn tại, đó là sản phẩm phải tốt. Và để sản phẩm phải tốt ý, thì đây là ngành nghề kinh doanh của việc chia sẻ, cho nên các bạn phải là người cảm nhận được sản phẩm đấy tốt. Thì cái máu của Siri nó mới chảy trong dòng máu của các bạn, thì các bạn mới chia sẻ như hơi thở được. Copy đúng câu của thủ lĩnh đấy. Cho nên là sao chép, các bạn cần học thuộc cái đoạn này thôi và nói cho các tư vấn viên của mình hiểu. Và các bạn cũng chỉ cần biết hôm nay trong vòng chưa đến 2 tiếng chúng ta đã xong hết tất cả các sản phẩm rồi. Tất cả những cái thứ khác chúng ta hoàn toàn có thể vừa làm vừa có kinh nghiệm, đã gọi là kỹ năng mà nhớ được, soạn được ý, thì nó là do các bạn làm nhiều. Thế còn tất cả những cái công cụ, dụng cụ, những cái gọi là liệu trình lên, phác đồ lên thế nào thì tôi đã có sẵn để cho các bạn tham khảo rồi, cho đến khi các bạn lành nghề và các bạn có thể tự tin đưa ra được một số những cái sản phẩm mà của riêng mình. Nếu mà không có ai có câu hỏi nữa thì tôi tin chắc rằng tất cả các ok, mời chị Hương ra. Một phút thôi, cho chị một lời khuyên. Chị bị ho khoảng một tuần nay mà không dứt được ấy. Không dứt được. Sốt, không có vấn đề gì thì có thể cho chị lời khuyên cho dùng sản phẩm nào trước tiên không? Trước tiên của chị sẽ dùng Neurovision Vita Zecmanium Core N. Chị sẽ dùng cái lượng mà giống như Anna nói lúc nãy là một tuần chị sẽ hết một lọ ấy, và formula. Trước tiên chị sẽ dùng 4 sản phẩm đấy. Em sẽ nói lại với Quỳnh Hoa để Quỳnh Hoa hướng dẫn chị. Quỳnh Hoa ghi được cho em. Dạ vâng ạ. Chị dùng chỉ sau 3 ngày thôi, thậm chí là sau 1 đến 2 ngày đầu tiên thôi chị đã thấy có khi là nó đã hết rồi. Nếu trong trường hợp cái họng của chị nó không bị cái gì nó quá nặng ấy, nó chỉ là mới bị thôi, giống như em mới bị dạ dày ấy, thì mình hết rất nhanh. Cho anh tư vấn, anh cũng bị ho ấy thì anh thường xuyên ngậm. Nếu mà em ngậm được thì tốt. Anh thường xuyên anh ngậm và anh ho cũng ghê. Anh ngậm thì em thấy nó giảm rất là nhanh. Ngậm xong nó bửa rồi ấy, thì em hớp nước xong em ngậm vào đấy một lúc xong em nuốt thì em mới cảm nhận là nó nhanh hết ho. Dạ, ý của anh ấy là ngậm formula ấy chị ạ, formula 4. Ngậm Polyba 4 rồi này. Ok. Ngậm Polyba 4 này. Em cảm ơn anh, tại vì em không có một cái loại thuốc nào chữa được cái cổ họng của em bao nhiêu năm nay. Thế thì anh cũng vậy. Sẽ có thứ. Anh cũng vậy mà. Có thứ thì chị có cảm nhận. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Còn ai có câu hỏi hoặc là chia sẻ gì nữa không ạ? Được rồi, đêm đã về khuya. Vì đêm đã về khuya cho nên tôi cắt luôn cả phần phát biểu của thủ lĩnh của chúng ta luôn. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại là ngày hôm nay có rất nhiều tư vấn viên mới. Các bạn hãy nhớ rằng ngành nghề của chúng ta sống được là bởi vì sản phẩm nó tốt, và tư vấn viên phải cảm nhận được sản phẩm, sau đó tư vấn viên mới đi chia sẻ cái câu chuyện sử dụng sản phẩm cho người khác. Và vì thế mà ngành nghề này nó đã tạo được một cái thứ gọi là bền vững ấy. Cái sự bền vững thực sự nó phải đến từ cái việc là từng người một đều cảm nhận được cái sản phẩm là tốt, là có ích, mà sản phẩm của chúng ta giá lại còn vừa là quá hạt rẻ so với chất lượng của nó nữa. Thế thì Anna tin tưởng là tất cả những cái người tư vấn viên mới, mình sẽ sẵn sàng để trải nghiệm một đơn hàng, mà trong đơn hàng đấy để các bạn có thể cảm nhận được đầy đủ một cái công trình nghiên cứu khoa học mà có bản quyền độc đáo của chúng ta,
gồm có 3 phần là thanh lọc năng lượng cân bằng. Một phần đấy nó có cái giá khoảng quãng chừng 2,6 triệu. Còn nếu anh chị em nào mà dùng những sản phẩm còn cao cấp hơn thì mình có thể khoảng 4 triệu là chúng ta đã có một cái bộ sản phẩm rất là đầy đủ để sử dụng rồi. Và anh Anna tin chắc rằng chỉ sau từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, các anh chị em sẽ có những cái phản hồi vô cùng tích cực về sản phẩm, và chúng ta sẽ chờ đón những cái phản hồi của những người mới. Bây giờ thì thực sự là đã hơi trễ rồi, cho nên là chúng ta sẽ nói thế thôi, vẫn cần phải nhờ thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường xem anh có phát biểu gì không này. Thì chưa phải cho thủ lĩnh vàng 2 phút chứ nhỉ? Cảm ơn Anna, Cường vào học thôi, có phát biểu gì đâu. Thế ạ, dạ vâng ạ. Nếu mà như thủ lĩnh chăm học quá, học 10 năm rồi vẫn học sản phẩm như thế này. Vậy thì xin chúc tất cả các anh chị em sẽ lựa chọn được những sản phẩm cho mình và tự tin hơn trong cái việc mà tư vấn sản phẩm. Hãy nhớ rằng là đây là một cái ngành nghề kinh doanh vô cùng đơn giản, bởi vì nó đơn giản cho nên là chúng ta mới có những người mà bán hàng tươi này, lớp 3 này, lớp 8 này, rồi sửa xe máy này, rồi nông dân làm được. Vì thế cho nên các bạn đừng có tìm cách để mà sáng tạo bánh xe đạp, đừng có tìm cách để nó phức tạp hóa nó lên. Trình độ này gọi trình độ đại học. Các bạn tìm hiểu những thứ này là ok. Đọc những cái hướng dẫn sử dụng này là ok. Anna có lên thực đơn rồi, các bạn xem luôn thực đơn đó. Khi các bạn đã có ít nhất từ 10 đến 20 người khách, các bạn đã quen trong cái việc mà thiết kế sản phẩm, lúc này các bạn có thể nghiên cứu cái trình độ cao học là các bạn nghiên cứu những cái video clip của anh Phạm Hữu Minh. Anna nhắc tên anh luôn. Tại vì những video clip đó các bạn vừa chạy bộ, các bạn vừa nghe, nó sẽ làm cho các bạn có cái tình yêu sản phẩm thêm vững mạnh. Mà đó là cái trình độ cao học. Bây giờ mình xong trình độ đại học đi, mình vẫn có thể ra trường kiếm được việc rồi, sau đấy rồi mình quay có gì quay trở lại học trình độ cao học sau nhá. Còn sa đà vào sản phẩm, yêu sản phẩm quá, nó cũng là một cái dở đấy. Nó sẽ làm cho không ai sao chép được chuyên gia cả. Mình là chuyên gia mà lỡ bên dưới mình có một downline là xe ôm, Grab thì sao? Người ta không thể nào, người ta có thể nhớ được chất A, chất B, chất C. Cho nên chúng ta phải tìm một cái cách nào đó để mà có thể nhân bản được một cách tốt nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Và đây là cách mà đơn giản nhất các bạn hoàn toàn có thể sao chép cái video này và hướng dẫn lại cho đội nhóm của các bạn. Anna tin chắc rằng mọi người đều có thể cảm nhận được những cái tinh thần lớn của sản phẩm trong những cái phần mà trao đổi trên Zoom như thế này. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ chào nhau và chúc ngủ ngon. Hello, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon.